Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình, anh luôn ở bên em tại kênh YouTube Chuyện ngôn tình chọn lọc 2017, diễn đọc Bảo Anh. Tập 4, chương 24. Chuyện xưa biết được bao nhiêu. Trời dần vào đông, hôm nay Phó Bắc Thần đưa Viên Viên đi ăn. Trước khi bước vào nhà hàng trang trí đậm chất Trung Quốc, anh nói rõ với cô mục đích đến. Đây là nhà hàng một người bạn của anh mở, đồ cũng được lắm. Kết quả là vừa đi vào thì đã gặp ngay người quen. Viên Viên. Trình Thắng Hòa khá kinh ngạc khi nhìn hai người trước mắt. Ánh mắt chuyển từ Viên Viên sang Phó Bắc Thần, cuối cùng dừng lại 10 ngón tay giao nhau của họ. Chú Thắng Hòa. Viên Viên nhanh chóng rút tay ra dò xấu hổ, nhưng Phó Bắc Thần nắm càng chặt hơn. Phỉ. Một tiếng cười có thể nhận ra được là đó đã bị nhín lịn rất lâu. Truyền đến từ phía đối diện Trình Thăng Hòa, Viên Viên quay đầu lại phát hiện ra người cười còn khá khỏe mặt. Anh... Hà Phác lịch sự đứng dậy, cười cười giới thiệu với Viên Viên. Chào Viên Viên, anh họ Hà, Hà Phác. Sau đó nhìn sang Phó Bắc Thần. Hai người đang hẹn hò. Việc đầu tư của Phó chuyên gia có lời nhảnh thật đấy. Viên Viên ngạc nhiên. Hai người quen nhau. Đâu chỉ là quen nhau. Hà Phác nhanh nhậu, còn là từ nhỏ. Hả? Viên Viên nhanh chóng quay sang nhìn Phó Bắc Thần. Lúc này Trình Thắng Hòa lên tiếng, giọng nói mang sự ngạc nhiên rõ ràng. Viên Viên, Bắc Thần, hai đứa... Cháu đang hẹn hò với Viên Viên. Không chờ cô lên tiếng, anh đã nói thẳng thừng, còn Trình Thắng Hòa lại bị đáp ánh mắt thẳng tuột này làm nghẹn lời, quả thực là không ngờ tới. Hà Phác ở bên sợ chế đủ loạn, còn cố ý hỏi một câu. Bắc Thần, cậu quen ông chủ Trình? Phó Bắc Thần đáp giọng đều đều. Anh Trình là họ hàng xa của mình. Anh, Viên Viên gọi ông chủ Trình là chú. Hà Phác vỗ đùi đét một cái. Loạn rồi, loạn hết cả rồi. Viên Viên giật mình bởi câu nói này, Phó Bắc Thần thì liếc sang bên cạnh rồi lên tiếng. Mọi người từ từ đã, tôi đưa Viên Viên sang bên kia. Viên Viên gật đầu nhanh với Trình Thăng Hòa. Chú, vậy cháu đi đây. Ừ. Trình Thăng Hòa không muốn làm phiền buổi hẹn hò của thanh niên nhưng không hề bảo họ ngồi lại ăn. Phó Bắc Thần vừa đưa cô đi thì Hà Phác lên hỏi ông một câu. Tổng giám đốc Trình, Viên Viên là họ hàng của chú. Là con gái bạn chiến đấu của tôi. Giọng ông vẫn còn một chút khó tin. Không ngờ lại thành đôi với người anh em Phó. Bên này Viên Viên vừa ngồi xuống liền nhớ tới một chuyện. Số thuốc lần trước cô nhận được, nếu đã không phải chú Thắng Hòa gửi thì chắc là... Ánh mắt cô nhìn anh ráng rực. Là anh đúng không? Thuốc cảm. Phó Bắc Thần chỉ cười, không phủ nhận thì đúng rồi, cô trịnh trọng nói. Cảm ơn anh. Không trách anh không nói với em. Cô à một tiếng rồi đáp. Em nhận ơn của anh còn trách anh gì chứ? Nhìn ánh mắt thuần khiết và thẳng thắn của người trước mặt, anh nghĩ đúng là giống hệt như ngày xưa. Điện thoại của anh vang lên, lấy ra nhìn là tin nhắn của Hà Phác. Vừa hỏi tuổi của cô em, Viên Viên xong, mới 23, nhỏ hơn cậu 7 tuổi. Cậu đúng là trầu già cặm gò non, ra tay không thích ngại hả? Tất nhiên anh không trả lời những tin nhắn kiểu này. Hơn nữa, nếu nhìn từ khía cạnh nào đó, đâu chỉ là 7 tuổi, hơn cả nghìn tuổi ấy chứ. Tối hôm nay, Trình Thắng Hòa trở về nhà, lúc đi qua phòng Trình Bạch, ông cố ý dừng lại. Nhìn thấy một vài tia sáng ở giữa khe cửa, liền biết anh đã về. Ông vừa dò dự vừa gõ cửa. Anh mở cửa ra, nhìn người cha đứng bên ngoài đang nhìn mình chằm chằm, hơi khó hiểu. Trưa nay ba gặp Viên Viên, con ăn cùng một bữa. Ồ, nó ở bên Bắc Thần rồi, con biết không? Phó Bắc Thần à, trong dự liệu, nhưng sao khi biết được vẫn thấy khó chịu thế này? Vậy sao, chúc mừng em ấy. Nháy mắt đã tới mùng 8 tháng chạp, sao không phải là cuối tuần nên Viên Viên không thể về nhà mừng lễ với mẹ. Nhưng lại nhận được điện thoại của dì chủ, bà cô than làm xong tới ăn cháo mùng 8. Cô nhớ đến lần trước gặp chú Thăng Hòa, chưa kịp nói với chú chuyện của mình liền liền đồng ý. Sau đó cô gọi điện qua cho Phó Bắc Thần. Người nào đó giả ý đã hiểu, còn dặn cô tối phải đến nhà báo tiếng bình an với anh.
Vị phó tiền sinh này càng ngày càng coi cô như trẻ con, cô buồn cười mà nghĩ. Đến nhà họ Trình, Viên Viên không thấy chú Thắng Hòa và Trình Bạch nên đi vào trong bếp. Viên Viên đến rồi à? Vâng, chào dì. Cô chào đầy ngọt ngào với dì Chu đang nhặt rau. Cháu giúp cho. Đừng, cháu đi ăn cháo mùng 8 đi, ở trong nồi cơm điện ấy. Vâng, vậy cháu ăn trước nhé. Cô vừa nói vừa đi múc cháo, ăn được một miếng thì nghe thấy dì nói. Viên Viên, tay Trình Bạch chữa trị sao rồi? Viên Viên khó hiểu mà hỏi. Tay anh ấy làm sao cơ? Cháu không biết à? Đến lượt bà ngạc nhiên. Ngày trước Trình Bạch đi tới khu bị nạn bị thương, cộng thêm hồi cấp 3 tay phải nó bị thương nữa. Thương mới thương cũ chồng chất, dẫn đến tay phải bây giờ gần như không nghe thấy gì. Hồi cấp 3 khi nào thì tại anh ấy bị thương? Ấy da. Bây giờ dì Chu mới nhớ ra ông chủ Trình từng dặn dò bà không được nói với Viên Viên chuyện Trình Bạch bị thương hồi cấp 3. Nhưng đã qua lâu rồi, lại nhất thời bà mới quên mất, buột miệng nói ra. Dì à, dì mau nói ra đi. Bà nghĩ chuyện cũng đã qua nhiều năm vậy rồi, ngày đó không cho cô biết có lẽ là do sợ dọa đứa bé này. Nhưng giờ Trình Bạch có khả năng sẽ điếc một tai, mà bà thật lòng thương đứa nhỏ Trình Bạch nên bà liền kể hết toàn bộ cho Viên Viên. Viên Viên nghe chuyện bắt cóc năm đó mà ngỡ ngàng. Dường như một phần ký ức bị khuyết của những năm thiếu niên của cô cuối cùng cũng đã được lấp đầy. Viên Viên lòng rối bời rời đi khỏi bếp. Vừa đi ra thì suýt đụng phải Trình Bạch đang tính đi vào, hai đôi mắt nhìn nhau, cả hai đều ngần ra. Sau đó cô túm lấy một cánh tay anh, kéo anh ra một góc phòng khác. Trình Bạch, em... Dì Chu đã kể chuyện hồi cấp 3 của anh. Hả? Trình Bạch nhớ mày. Chính là chuyện anh bị người trong xưởng của chú bắt cóc ấy. Trình Bạch nhớ mày, một lúc lâu sau mới nói một câu. Biết rồi, thì sao? Xin lỗi, em vẫn luôn hiểu lầm anh. Cô buồn bã hỏi. Vì sao không nói cho em? Năm đó lúc anh bị thương vừa đúng lúc nghỉ hè, cô ở quê cộng thêm việc chẳng ai nói cho cô nên mới không biết gì cả. Hiện giờ đã đến nước này anh còn chẳng nói. Anh nở nụ cười. Nói cho em thì sao chứ, đòi báo đáp, đòi đồng cảm, em sẽ không làm, mà anh cũng không cần. Viên Viên lại thấy buồn buồn như có gì đó nghẹn ở mũi, ở miệng, ở các lỗ chân lông trên người nữa, khiến cô khó thở. Trình Viên Viên, Trình Bạch nhìn cô, giọng trầm trầm. Chúng ta biết nhau đến nay đã 15 năm, lần đầu tiên anh gặp em ở nhà em, anh 10 tuổi, em 8 tuổi. Nếu hiện giờ anh bị bệnh hiểm nghèo, cần em lấy 15 năm của mình đổi lấy một mạng của anh, em có vui lòng không? Cô không hề do dự. Có. Vậy là đủ rồi. Cô không còn thích anh nữa, một lần nữa anh nhận ra rõ ràng. Mà rất nhiều năm về sau, Trình Bạch đều không thể nào hiểu nổi vì sao thuở ban đầu anh có thể không rung động một chút nào. Chương 25 đang là một tiết đẹp trong năm. Trích dẫn. Buổi chiều ánh nắng đẹp đẽ, Viên Viên ngồi trước vi tính đánh chữ cuối cùng của bản thảo, nghiên cứu sâu về Ngọc Khuê. Cũng là bản thảo cuối cùng cho chuyên mục về thị trấn Ngọc Khuê. Cô dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, mặt trời chiếu ở sau lưng cô ấm nóng. Một luồng ánh sáng chiếu qua đỉnh đầu cô, vừa vặn đúng vào hai câu trên màn hình. Theo Cục Văn hóa Khảo cổ thành phố Thanh Hải, đống phế tích ở mạn Bắc trấn Ngọc Khê vốn là đến thờ Phó Nguyên Chánh, còn cây đậu đỏ nghìn năm ở bên cạnh chính là do anh ta đích thân trồng. Lúc này Viên Viên đang nghĩ chuyện thị trấn có kế hoạch sang năm sẽ xây lại đến thờ Phó Nguyên Chánh. Cuối cùng thì họ cũng đã làm rõ ra là vị phò mã trong đền công chúa phò mã chính là Phó Nguyên Đạc. Không sai, còn Phó Nguyên Chánh, phò mã được ghi chép trong lịch sử sách ấy thì lại không phải là chồng của công chúa. Câu chuyện của anh ấy càng khiến người ta cảm động và đau thương. Vì vậy, thị trấn muốn xây dựng lại ngôi đền cho anh, đồng thời muốn mượn việc đó để phát triển ngành du lịch thị trấn thêm một bước. Ê, sao cứ thế buồn buồn nhỉ? Sau này bên cây đậu đỏ sẽ càng có nhiều người nữa. Phó Bắc Thần thì không quá để ý đến chuyện này. Cô nhớ khi cô hỏi anh nghĩ gì về nó, anh nói. Thứ nên tìm thì anh đã tìm lại được rồi, những chuyện khác đều không quan trọng. Tàn sở hôm nay, Viên Viên đi thẳng tới căn hộ của anh do bảo vệ sẽ nấu cơm cho cô.
Gần đây, chuyên gia phó đang học nấu ăn, hai người đã đồng ý rằng cô sẽ tự đến, anh đi mua thức ăn. Thực ra đây là phần lớn ý của cô. Lúc đến tiểu khu, trời đã hơi tối, cô bước nhanh về phía tòa nhà thì gặp một chị gái ở căn hộ đối diện với anh, đang dẫn đứa con gái 7-8 tuổi xuống lầu đi dạo. Lần trước, Viên Viên đến thường gặp người chị này, anh đã giới thiệu chị với cô. Thế là Viên Viên chào hỏi người ta, chị vừa cười vừa ử, còn vỗ vỗ đầu đứa con gái nhỏ nói. Hân Hân, gọi dì đi, dì là bạn gái của chú bác thần của con đấy. Đứa nhỏ nhìn cô chừng chừng một lúc bỗng hét to. Chú bác thần là của con. Viên Viên nhất thời không nói lời lời. Chào Hân Hân. Một giọng nói thong dong từ tốn lại ấm áp vang lên. Cô biết ngay là ai, quay đầu nhìn còn không phải là phó bác thần sao. Anh xách một túi đầy đồ, mặc cười cười đi đến trước bọn họ, sờ sờ đầu đứa nhỏ rồi nói. Hân Hân, ăn cơm chưa? Rồi ạ. Bé gái gật đầu cười ngọt lịm. Sau này chú là của dì này rồi. Tiếng nói dịu dàng mà nghiêm túc. Vì nếu dì ấy không cần chú nữa thì chú sẽ rất đau lòng, rất rất đau lòng. Bé gái suy nghĩ một lát, quả thực không muốn thấy chú bác thần đau buồn như vậy. Thế là rất khó khăn mà gật đầu, nói với Viên Viên. Được rồi, vậy cho cổ chú ấy. Tối đó khi cô đang bình về bạn tài nấu ăn của anh thì nói hai câu. Một, nấu cũng ngon nhưng vẫn còn thua em chú xíu, phó đại chuyên gia cần tiếp tục cố gắng. Hai, sau này không được tình cảm trước mặt người ta, em sẽ xấu hổ. Câu trả lời của phó đại chuyên gia là một thì được, hai không được. Anh đợi lâu lâu đến như vậy mới đợi được kết quả tốt đẹp ngày hôm nay. Viên Viên đỏ mặt nói. Được rồi, em sẽ cố gắng luyện cho già mặt dày thêm. 2-3 tháng chạp vừa hay là cuối tuần, Phó Bắc Thần cùng Viên Viên đã dự định về nhà họ Phó. Viên Viên sẽ gặp giáo sư Phó với thân phận bạn gái. Anh nói xem, cô anh liệu có thích em không? Biết được cô anh hôm nay cũng có ở đó, sắp phải gặp người nổi tiếng nên cô có chút lo lắng. Cô ấy hiền hậu lắm, em yên tâm. Anh cười cười an ủi, cô phó giống y như lời bác thần nói, con người thần thiện, không hề có chút cao ngạo khó khăn như người nổi tiếng. Sau khi cô thấy Viên Viên thì nói như thế này. Mấy tháng trước cô gọi điện cho giáo sư phó, hỏi chuyện trung thần đại sự của bác thần. Giáo sư phó nói, anh ấy đã hỏi bác thần rồi. Nó bảo đã có bạn gái, không cần mọi người phí công lo lắng. Cô liền hỏi luôn là ai, giáo sư phó đắc ý nói, cô bé ấy giống hệt chị dâu, thích nghe kịch. Nào, đến cô nhìn kỹ chút, xem cô gái còn thích nghe kịch trong thời đại này trông như thế nào. Sau đó nhìn sang phó bác thần. Xinh lắm. Anh gật gật đầu. Đúng ạ. Viên Viên khá lúng túng, hóa ra phó bác thần đã nói với giáo sư phó từ lâu rồi, vậy mà không bảo cô một tiếng. Cô nhớ lại ngày trước, hai lần đến lấy bàn thảo còn giả bộ bình tĩnh, mà biểu hiện của giáo sư phó cũng thật bình tĩnh. Đến Tết rất nhanh, Viên Viên chỉ có 7 ngày nghỉ, 4 ngày ở với mẹ, một ngày phó bác thần đến tìm cô. Một ngày cô đến tìm phó bác thần, ở nhà anh ăn cơm, ngày cuối cùng thì đến nhà họ Trình. Chúc năm mới chú Thắng Hoa cùng cũng chúc Trình Bạch. Chúc mừng năm mới anh Tiểu Bạch, chúc sức khỏe, chúc anh sau này thành bác sĩ giỏi giang. Trình Bạch không thèm để ý đến cô, sau đó Viên Viên tiếp tục cày cấy. Đống phế tích ở thị trấn Ngọc Quế đó cuối cùng cũng bắt đầu được xây dựng lại sau lập xuân. Ngày đầu tiên khởi công thì đào lên được một cái tráp, nhân viên tưởng rằng lại tìm thấy đồ cổ như tấm bia ở Sùng Phúc, tự điện nên điện thoại cho cục văn hóa khảo cổ, kể là bên trong có mảnh lụa bọc một đống mảnh sứ vỡ. Lúc Cố Phan Lân nghe điện thì lập tức nghĩ ngay tới phó bác thần. Anh ta luôn cảm giác người bạn ấy chắc sẽ có hứng với việc này, hơn nữa thứ phát hiện là đồ sứ vỡ. Anh ta điện thoại cho phó bác thần ngay tức thì. Rất nhiều năm về sau, Cố Phan Lân vẫn nhớ như in biểu tình của phó bác thần khi ấy. Cậu ta cẩn thận sờ vào những mảnh vỡ trong cái tráp như đang đối mặt với người mình yêu đến tận xương tủy. Tráp và mảnh lụa đều là đồ hiện đại, nhưng những mảnh vỡ kia sau khi kiểm định thì lại là đồ từ lò quan thời đống. Có thể thấy nó không phải được chôn ở đây từ thời xa xưa. Chuyên gia đã giải thích rằng có người đã chôn những mảnh vỡ này ở đây. Mọi việc được xử lý rất nhanh cũng không dẫn đến nhiều sự chú ý như chuyện tấm bia đá. Phần lớn, mọi người dân bao gồm cả đới thục vân đều không biết chuyện.
Phó Bắc Thần chủ động phục chế lại tác phẩm sứ. Vì tác phẩm thời Đống Tống khá đẹp, nên Viện Bảo tàng cũng hy vọng có thể giữ lại làm vật sưu tầm. Mùa xuân tháng 4, hôm nay ít mây, gió nhẹ, Phiên Viên được Phó Bắc Thần lôi đi hẹn hò ở Viện Bảo tàng của tỉnh. Thứ hai là ngày tất cả các bảo tàng đóng cửa, bảo tàng của tỉnh cũng không ngoại lệ. Nhưng anh lại càng thè, rồi ung dung dắt cô đi vào. Ngày thường tuy bảo tàng này yên tĩnh nhưng lượng người vào không ít, khác hẳn với cảm giác mênh mông trước mắt. Cô chưa từng thấy quang cảnh nào trống trải như thế này. Khiến cô cảm thấy hơi hơi hưng phấn, cảm giác khi bao trọn tòa nhà tới vị trí trung tâm khu trưng bày đồ gốm. Phó Bắc Thần dừng bước, Viên Viên cũng dừng lại theo anh. Cô nhìn theo ánh mắt anh, sau mấy giây cô liền ngạc nhiên mà quay đầu nhìn lại. Đây là... Anh gật đầu. Là chiếc bình ngọc hồ xuân gia truyền của nhà em, mấy ngày trước tìm thấy ở dưới đống phế tích. Cô há hốc miệng không dám tin, cô từ từ đi tới gần, giơ tay chạm ghé vào bề mặt kính, cách nó, lặng lặng vẽ lại những đường nét khi nó được gắn lại để lại. Đây là chiếc bình gia truyền, cái mà từ nhỏ cô đã được bà nội gắn với, bà nói nó mất rồi. Lúc được đào lên thì đã vỡ, nhưng thứ bọc nó là đồ hiện đại, nên là... Phó Bắc Thần nói chậm chậm. Cho nên là bà nội. Cô hiểu ý của anh, cô nhớ đến hồi ở bệnh viện cầu nói xin lỗi của bà khi ấy. Có lẽ câu nói này không phải là bà nói với tổ tông nhà họ Trình, mà là nói với cô. Cô không nghĩ về quá khứ nữa, đôi mắt trong suốt nhìn anh. Cảm ơn anh, Phó Bắc Thần. Đây từng là của hồi môn của em chuẩn bị cho chính mình. Câu này Phó Bắc Thần không hề nói ra mà chỉ nhắc khẽ ở trong lòng. Anh nắm lấy tay cô, hôn nhẹ vào lòng bàn tay, tay trái trước, tay phải sau. Cô từng nói anh đã không phải là Phó Huyền Trạch nữa rồi, anh là Phó Bắc Thần. Thực tế thì anh không những là Phó Huyền Trạch mà còn là Phó Bắc Thần. Anh như một người đã sống cả nghìn năm, chịu đựng vô số ngày đêm để tìm người yêu, mất ký ức mà anh đã đánh mất. Mà cho dù không có ràng buộc từ kiếp trước thì người như thế này, người như cô cũng dễ dàng khiến Phó Bắc Thần kiếp này yêu. Viên Viên, em đồng ý lấy anh không? Anh lấy từ trong túi ra một chiếc túi gấm tinh tế, mở ra, bên trong là chiếc nhẫn rất độc đáo. Nó được làm bởi những sợi tơ vàng cực mảnh quấn quanh. Ở giữa là một viên đá hồng ngọc, nhìn kỹ lại thì như hạt đậu đỏ. Vết thương đã cắt chỉ ở góc trán anh dài bằng đốt ngón tay, mái tóc che đi một phần. Khi anh định quỳ một chân xuống thì cô đã kéo anh, hai tay cô khẽ ôm lấy mặt anh, nhón chân lên hôn môi anh. Sau đó trả lời nhỏ nhỏ. Vâng. Anh đội bào sương gió đi từ xa đến, tay mang theo ánh mặt trời, anh đưa ánh sáng đó cho cô có được những ngày tháng đẹp nhất trong đời. Sau hôm cầu hôn, khi Vương Nguyệt nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Viên Viên thì liền tặng cô một món quà. Cho em này, chị tặng trước quà cưới nhé, trước khi cưới bảo bạn trai ký vào. Vì chồng anh ta được nhiều người yêu thích lắm, chị sợ em không đủ hấp dẫn rồi bị anh ta cướp đi mất. Dự lấy về nhà hãy mở ra xem, cùng xem với vị phó tiền sinh kia kìa. Cô nhẫn chiếc phong bì màu đỏ ngần ra. Ồ, ngoan lắm. Vương Nguyệt hài lòng mà đi. Sau khi tàn sở, cô được Phó Bắc Thần đón tới nhà anh. Bên ngoài là phó chuyên gia nói để cô thử ăn đồ anh ăn nấu rồi bình luận, xem mấy hôm nay có tiến bộ gì không. Lúc anh đi vào phòng thay đồ mặc, ở nhà thì cô đang ngồi trước cái bàn gỗ cạnh cửa sổ sát đất, ngắm phong cảnh bên ngoài rồi nhớ tới món quà của Vương Nguyệt. Thế là cô liền lôi phong thư từ trong túi ra, mở ra xem, liền ngây người. Hiệp nghị trước kết hôn, ai lạc lối đánh 30 trượng. Tịnh thần, đuổi ra khỏi nhà, lại còn dùng cỡ chữ cực lớn nữa. Thay quần áo xong, Phó Bắc Thần vừa sán tay áo vừa đi tới thằng sau cô. Nhìn thấy thứ cô đang cầm, anh định nhìn xem cô đọc cái gì, không ngờ lại là hiệp nghị trước hôn nhân. Viên Viên phát hiện ra Phó Bắc Thần định đầu tán tờ giấy nọ, kết quả anh đã đi trước một bước giành lấy. Là đồng nghiệp tặng em, cô vội vàng giải thích. Không ngờ Phó Bắc Thần khom người cầm lấy bút trên giá sách, phong khoáng ký một cái. Ký xong đưa cả giấy bút cho người đang sững sờ kìa, vỗ vỗ vai cô nói dịu dàng. Ký đi. Cô không thể không ký trước ánh mắt của người bên cạnh. Hạ bút xong, cầm cô liền bị người ta giữ lấy. Phó Bắc Thần xoay mặt cô giằng ấn lên một nụ hôn. Nó không còn chỉ lướt qua là dừng nữa, chiếc lưỡi xâm nhập vào cướp bóc rất bá đạo.
Tim Viên Viên đập như giấm rèn, không biết bị phó đại truyền giả nhấm nháp bao lâu liền. Đến lúc anh buông cô ra thì cô đã gần như không thở được. Sau đó nghe giọng anh khàn khàn: "Chúng ta phải mau mau kết hôn mới được." Người đang có linh hồn bay bổng ở đầu đó hỏi: "Vì sao?" Phó Bắc Thần kéo cô đứng dậy, anh ngồi xuống rồi để cô ngồi trên đùi mình, đầu tựa vào vầng trán của cô, giọng nói hơi hơi cười: "Bái đường thành thần, động phòng hòa chúc." Lễ quốc khánh năm nay, người đã kết hôn là Viên Viên về nhà mẹ đẻ trước. Do Phó Bắc Thần bận việc nên anh nói ngày hôm sau mới tới tìm cô. Sáng sớm hôm sau, cô ngồi dậy mở cửa sổ ra liền người thấy hương hoa quế thẳng thẳng bay tới. Cô thò đầu ra tìm kiếm. Quả nhiên, cây kim quế ở vườn bên ngoài nhà cô nở hoa. Cô ngắm một lúc lâu lòng quyết định. Đánh răng rửa mặt cho nhanh rồi cô chạy xuống lầu, tìm một chiếc túi nhỏ ở dưới lầu và chạy ra sau nhà hái hoa. Tên trộm hoa trèo cây rất thành thạo, Viên Viên ngồi xuống một trên một cành cây thô gò. Bắt đầu ngắt cận cuộng, cỏ hoa quế bằng đầu ngón tay. Ngắt như vậy thì hương hoa mới giữ được lâu. Cứ hai mãi rồi chẳng biết đã qua bao lâu, chợt kề có người gọi cô bên dưới. Cúi đầu liền nhìn thấy một người đứng dưới gốc cây, sau cành lá che chắn lên cổ có chỉ có thể loáng thoáng thấy một ít. Nhưng chỉ cần liếc qua, cô cũng biết là Phó Bắc Thần. "Anh tới rồi." "Viên Viên xuống đây, nguy hiểm." "Không sao, ngày nhỏ em hay trèo lắm, giờ không sợ độ cao nữa." Vừa nói vừa lắc lắc chiếc túi đeo trên cổ. "Anh xem, công sức của em này." Vừa nói cô vừa trèo xuống rất nhanh nhẹn. Lúc xuống một tay cô túm vào chạc cây, khi thả tay ra thì chạc cây đó rung rung, làm rụng một ít cánh hoa. Có hai cánh rơi lên tóc của anh. Khuôn mặt anh trắng trẻo, hôm nay lại mặc một thần quần áo thuần màu tối nên càng thêm vài phần trắng. Tuy nhiên lúc này sắc mặt anh hơi nghiêm nghị. "Lần sau không được liều thế này nữa." Cô nhìn anh cười vui vẻ. "Đợi anh lâu lắm rồi." Nhìn nụ cười của cô, anh chẳng thể nào tức giận nổi. "Anh đã tới." "Ừ." Hương hoa thơm đầy vườn, đang là tiết trời đẹp trong năm. Năm cô sinh ra anh 7 tuổi, cô 13 tuổi, anh 20. Hai người gặp nhau lần đầu tiên ở dưới cây đậu đỏ. Cô 17, anh 24, cô học cấp 3, anh là kiên cứu sinh ở đại học hát, trường bọn họ cách nhau hai con đường. Quán lung linh cô thích ăn, anh cũng thường tới. Anh ở nơi xa không xa cô, bọn họ từng xem chung một bộ phim điện ảnh, từng xếp chung một hàng đợi trả tiền. Cô 20, anh 27, cô học đại học ở thành phố Từ Tân, anh nhận chức ở Viện Bảo tàng Đồ sứ thành phố Từ Tân. Thậm chí, anh từng có hai buổi tọa đàm ở trường của cô. Có một buổi, cô đi qua cửa giảng đường nơi anh giảng, anh bất giác xoay sang nhìn, chỉ thấy đuôi tóc đen nhánh lướt qua. Cô 23 tuổi, anh 30, gặp ở trấn Cảnh Đức, chỉ một cái liếc mắt lòng anh liền dậy sóng. Chương 26, ngoại truyện 1. Mở đầu của câu chuyện này bắt đầu từ năm Cảnh Định thời Nam Tống, mùa xuân ở Lâm Anh không hề bị ảnh hưởng là bảo bởi cuộc chiến tranh giữa Mông Cổ và Đại Tống, và nó cũng không được che phủ đi được những giờ bần u ám. Có một đứa trẻ mặc quần áo phú quý, cười hi hi đi qua, chỉ cho mấy người phụ nữ với mấy đứa nhóc quần áo rách rưởi, do quá nghèo nên bán con trai con gái, thậm chí bán mình làm tồi tớ. Đứa trẻ con to gan mà vốc bùn lên ném vào bọn họ. Có người tức giận, có người trốn, có người nịnh nọt, có người chát lặng bạch huyền quỳ trên mặt đất, chỉ trừng mắt lạnh lùng nhìn người nọ và cả ba vòng tường vây đằng sau họ. Nhà hắn xa xút, nợ nần chồng chất, cha mẹ đều mất, không còn ai có thể dựa dẫm. Hắn chỉ dành bán thân mình làm nô nệ. Biến cố cuộc đời, thế đạo thất thường, những người như hắn nơi đầu cũng có. Một giọng nói trong trèo vang lên từ nơi không xa. Bạch Huyền ngang đầu lên ngước nhìn, thấy một đứa bé mắt gái, mắt mày như ngọc, khoảng chừng 12-13 tuổi. Cô đang nhìn về phía bọn họ, dường như đang nói gì đó với người môi giới. Bạch Huyền biết, năm ngoái hắn từng gặp cô, lúc đó cô ngồi chơi bên hồ, trời mới đầu hè, lá sen phủ khắp. Cô đi hái hoa rồi không cẩn thận mà rơi xuống nước, hắn muốn làm anh hùng nên nhảy xuống sông cứu cô. Cả người cô ướt sũng nhưng vẫn cười với hắn. "Năm tuổi ta đã biết bơi, nhưng dù sao cũng cảm ơn Huỳnh và cả xin lỗi nữa, đã hại Huỳnh cũng ướt cả." Không lâu sau, người môi giới kia liền cười to. "Cô nương."
Người muốn mua tất cả những người ở đây biết mấy người này bán bao nhiêu tiền không? Nam 100 sâu tiền, nữ 200 sâu. Ngoài công dinh thì chẳng có ai có thể mua cả một lần. Người có bao nhiêu tiền để dành chứ? Mua đủ một đứa không đây? Những người xung quanh cũng hồi theo mà cười hà hê. Cô gái nhỏ đỏ bừng mặt, nhưng sau đó mặt lại chuyển thành trắng. Cô gái cắn răng, do dự đi tới trước mặt những người đang xếp hàng quỳ. Ngay lập tức tất cả đều kích động, cầu xin cô mua mình. Khung cảnh làm cô sợ hãi, nhưng cô gái không quay người tránh mà chỉ cắn môi, ánh mắt hoảng loạn. Cô nhìn Bạch Huyền, quay đầu lại nói với người môi giới. Vậy tôi chỉ cần hắn ta, 100 sâu tôi mua. Bạch Huyền chào mày nhìn cô một lúc, không ngờ rằng bây giờ người đợi cứu là hắn, còn anh hùng đại biến thành cô. Sau đó hắn bỗng ngả người về sau một cái, kèo cả đám bị trói cùng nhau đều ngã xuống lại. Vừa hay khiến cho cánh tay bẩn thỉu của kẻ định túm vào quần áo cô đã không thành công. Ánh mắt kẻ môi giới kia đào quanh cười hì hì. Tiểu cô nương, hắn đã hơn 10 năm tuổi, giá thấp nhất là 200 sầu tiền, hay là bán cho người mấy gà ảo quá chồng kia. Bàn tay đang móc tiền của cô chợt một cái, nhìn hắn ta không thể tin nổi. Cô lại nhìn người đang ở tiền mặt đất. Cuối cùng nha hoàn đằng sau kéo cô lên xe đi mất. Bạch Huyền co người lại, cùng với tiếng cười nhạo của một đám người, mặc cho những kẻ đang tức giận về quanh lấy đánh đấm, cho tới khi người môi giới thấy đủ rồi thì mới xài tên còn lại, còi ngăn lại. Tiểu Bạch Huyền không thể ngờ tới là ngày hôm sau cô lại đến, mang theo tiền mua hắn. Khi đó hắn chỉ còn thòi thóp, kẻ môi giới sợ đen nên không làm khó nữa, vẫy vẫy tay thả người. Cô đưa hắn đến một nhà nghỉ nhỏ, để lại tiền cho nhà hoàn mời đại phu tới khám. Cô nói cô đi một lát sẽ về, nhưng lần này cô đi liền 3 ngày. 3 ngày sau, cô khập khà khập khiếng đi vào phòng hắn, mặt mày vui vẻ. Tôi đến thăm huynh đây, huynh đã khỏe chưa? Khi đó cơ thể hắn đã hồi phục phần lớn. Một đôi mắt lạnh như màn đêm nhìn cô, vẫn chào mày như cũ, hắn hỏi. Chân người sao thế? Không sao cả. Sau này hắn mới biết, thì ra trưởng quản của nhà cô cũng quản lý số đồ sứ cho hoàng cung. Lần trước cô lấy trộm đồ sứ trong nhà mang đi bán mới kiếm được tiền mua người. May mà tiền đồ sứ đó không có dấu ấn, bằng không đã gây đại họa liên lụy cả tộc. Cô bị phạt quỳ 3 ngày 3 đêm chép lại gia quỳ. Hắn bắt buộc phải đi khỏi Lâm An. Do không muốn nợ cô nên hắn nói với cô dự định ra đi của mình, bảo cô rằng sau này hắn sẽ trả lại tiền cho cô. Cô cười hì hì nói. Dì bán mình của huynh tôi xé rồi. Lại hỏi, huynh sẽ trở lại chứ? Hắn trầm mặc không hề hứa hẹn gì cả. Trên đời này ai mà biết trước được tương lai. Nhà hoàn đằng sau dường như vô cùng bất mãn, còn cô chỉ cười. Vậy thôi, nếu huynh ngày nào đó mà về thì nhớ tìm tôi đưa huynh đi ngắm pháo hoa, xem đèn hoa, ăn đồ ngon. Năm đó hắn 16, cô 13, cô nhỏ tuổi, hôn nhiên ngây thơ, không hiểu sự đời, chỉ có một bụng nhiệt tình và lương thiện. Trong 5 năm sau, hắn đi khắp trốn, cuối cùng bái Nguyên Tôn đạo nhân làm thầy. Nguyên Tôn đạo nhân định đi Lâm An, hắn liền về lại chốn xưa. Ngày hắn về, hắn liền biết được chuyện của cô, ngày đó chính là ngày cô tuấn táng theo lò. Sư phụ hỏi, 5 năm nay con vẫn nhớ về nàng? Vẫn luôn luôn nhớ. Lúc nào cũng nhớ. Nàng chết vì tình, bị lừa trong lò thiêu thành trò bụi. Hồn phách chắc chắn đã bị tổn hại. Nếu con muốn bảo vệ nàng chuyển kiếp không bị ngây ngốc thì tu cho nàng một phách. Phách này là thất tình lục đục. Con cho nàng rồi thì con sẽ không còn tình cảm dục vọng nữa. Từ nay đời đời kiếp kiếp con sẽ không hiểu tình ái. Mỗi kiếp đều cô đơn đến già. Chỉ đến khi nào nàng gặp được người kia trả lại cái tình nợ nàng cho nàng. Hai người tương thân tương ái thì con mới lấy lại được một phách nọ, con mới có thể hiểu được tình ái. Như vậy con quá khổ rồi. Người cứ coi như con trả nợ đi. Nửa năm sau, một người đàn ông tới tìm Nguyên Tôn đạo nhân, hỏi có phải có cách giữ lại ký ức liên quan đến tình yêu của hắn sang kiếp sau. Nếu có thì hắn bằng lòng trả bất cứ giá nào. Khi người đó đi rồi, Bạch Huyền mới đi ra từ sau thân cây. Nguyên Tôn đạo nhân hỏi hắn. À Bạch, con nghe hết cả rồi. Hắn khẽ gật đầu.
Vâng, nhưng liên quan gì tới con? Kiếp này anh và cô không hề có ý ký ức của kiếp trước. Cô đợi người đó tới tìm mình, còn anh ở bên cô không rung động mày mày. Cuối cùng người đó tìm đến cô, cuối cùng được viên luân hồi chuyển thế. Anh luôn luôn lẻ loi. Bình sinh không hiểu tương tư, khi mới hiểu tương tư thì đã phí hoài tương tư. Hè năm nay mưa rất nhiều, Trình Bạch nhìn mấy bông hoa trắng chẳng rõ ghi tên, chỉ có thể nở rộ hai ngày kia. Anh nhớ hoàng hồn ngày đó, anh đứng trước cửa sổ phòng của cô, nhìn chúng bị dáng chiều nhuộm thành màu hồng, rất đẹp. Sau đó, một trận mưa rào liền khiến chúng rụng hết. Cánh hoa đầy đất, rơi rụng thành bùn. Hiện giờ ngoài cửa sổ lại là một trận mưa lớn, anh ngồi bên cửa sổ trước bàn học của cô. Trong tay anh là một tấm ảnh đã ố vàng, đây là một tấm ảnh chụp. Một cặp thiếu niên mặc đồng phục trường, hai người đứng dưới một gốc cây to, nữ sinh cười cực kỳ sáng lạn, còn vẻ mặt nam sinh thì bình thản. Trình Bạch cũng không biết anh đã ngồi bao lâu, cuối cùng đặt tấm ảnh xuống bàn và đứng dậy. Khi đi tới cửa, anh quay đầu lại nhìn một cái. Anh từng nói muốn sửa phòng này lại thành thư phòng của những đán như không sửa được. Ngoài sổ sách còn có mở cuốn giáp chồng lên nhau trên chiếc sofa ngoài kia thì nơi đây vẫn như trước. Cánh cửa dần dần được khép lại, một bông hoa trăng cuối cùng trong vườn rụng xuống, bị mưa sổi tàn thác. Tối hôm đó Trình Bạch, người cả đời cực ít khi nằm mơ bỗng dừng mơ một giấc mơ. Một ngày cuối hè, buổi trưa anh đến thỏa soạn đón cô đi ăn cơm. Sau khi ăn xong, hai người đến công viên gần đó đi dạo. Gió mát lành, liễu khẽ bay, hoa sen trong hồ làm bạn. Anh hỏi cô. Em muốn lấy anh không? Cô vô cùng kinh ngạc. Anh đang cầu hôn à? Anh thấy cô không trả lời ngay thì chỉ đành dẫn dắt. Em nghĩ xem, lấy anh thì nhiều cái tất lắm. Không phải sao, chỉ cần em nói đúng một cái, anh sẽ thưởng. Thế là cô ngẫm nghĩ rồi trả lời. Chúng ta sẽ không phải tranh luận chuyện đứa nhỏ sẽ theo họ ai. Một câu hỏi mở như vậy chỉ cần nắm được ý trung tâm thì đáp thế nào cũng đúng. Vậy mà cô nhắc của anh lại đáp sai rồi. Người đáp sai lại là cô, là lại vẫn được thưởng một cái nhẫn kim cương lấp lánh. Hai người đã quyết định chuyện cả đời như vậy. Trình Bạch tỉnh lại, nước mắt chảy dài. Anh thật sự thích em. Anh khẽ khẽ nói một câu. Anh thật sự thích em, vì vậy tình nguyện dùng thất tình lục dục của bản thân để bảo vệ em kiếp kiếp tỉnh táo. Anh thật sự thích em, vì vậy tuy biết em sẽ yêu người khác nhưng vẫn bảo vệ em trước khi gặp người đó khỏi cô đơn. Anh thật sự thích em, từ đó đến giờ, mỗi giây mỗi phút. Chương 27, Ngoại truyện 2. Tết Thượng Tị, ngày 3 tháng 9 là lần đầu tiên Phó Nguyên Tranh 15 tuổi gặp Lục Uyển Ngọc 12 tuổi. Khi đó, hắn vừa mới chôn cất xong người giúp việc trung thành. Người duy nhất bầu bạn với mình, còn Lục Uyển Ngọc có xuất thân thế gia quyền thế, là con gái độc nhất của quan lớn trong tù nội Tỳ. Do yêu thích công việc ở Nò Lùng, lên thường ra Nam để đi lại giữa các nò. Phó Nguyên Tranh là cháu ruột của Phó Tuấn Ngạn, hàn lâm học sĩ trì thừa. Cha mẹ mất sớm, hắn chỉ còn bác giúp việc lo liệu cho tất cả. Vậy mà từ hôm nay, hắn chẳng còn gì ngoài chút tài sản ít ỏi đủ để qua ngày kia. Lúc đó Lục Uyển Ngọc vừa chạy khỏi nhà đến bên sông chơi một mình. Đang chơi bỗng nhìn thấy Phó Nguyên Tranh, hắn cầm một cây tiêu bằng trúc chậm chậm thổi. Cô nghe khúc nhạc bấn vương vàng mãi như bất tận đó, không khỏi cảm thấy đổi phần bi thương. Hết một khúc, cô chợt quên mất chuyện phải đến lò nung. Phó Nguyên Tranh cũng nhìn thấy cô. Khúc này tuyệt quá. Lục Uyển Ngọc chạy tới gần rồi hỏi. Xin hỏi huynh đài tên khúc là gì? Nhớ cố nhân. Hắn trả lời lạnh đạm. Từ ngày hôm đó, chuyện quan trọng nhất xếp sau Nò Lùng chính là đến tìm Phó Nguyên Tranh, nghe hắn thổi tiêu. Ban đầu Phó Nguyên Tranh không thích đáp lại cô cho lắm, nhưng do hắn lịch sự, không thắng nổi sự bám dài như đỉa của cô nên đành mặc kệ cô ngồi bên cạnh mình. Lâu dần chuyện có một người ở bên đã trở thành thói quen. Sau này, Lục Uyển Ngọc mới biết được nguyên nhân hắn không quá tình nguyện là vì ngay từ đầu hắn đã không cho rằng cô là đàn ông. Nam nữ thụ thụ bất thân, điều này hắn rất rõ, nhưng Lục Uyển Ngọc thì không hiểu nổi. Tại sao cô ở các lò vẫy vùng cao, lâu ngày này mà chẳng ai nhận ra, thế mà người này chỉ liếc một cái là biết. Phó Nguyên Thành thì chỉ cười nhẹ, không chịu nói.
Lại về sau nữa, các trường bảo bối dòng họ Phó tìm được hắn, đưa hắn đến nhà Phó Duẫn Hoài làm quan trong triều để nuôi dưỡng. Hắn lên ở nhà cao cửa rộng và có một hàng dài huynh đệ. Trường bối nói với hắn rằng hắn xếp thứ 6. Uyên Ngọc muốn tìm hắn chơi đã không còn dễ dàng như xưa. Gặp ít càng khiến cô thấy nhớ cái con người mãi mãi một vẻ tào nhã lãnh đạm đó. Có lúc nhớ tới mức không ngủ được, khó khăn lắm mới đi vào giấc ngủ thì là mơ thấy hắn. Coi như cô chứng thực một câu trong sách: ngụ mị từ phục, tiến triển chuyển phản chắc. Buổi tối ngủ không ngon, ban ngày cô chẳng còn hứng tới lò nung, chỉ muốn ngồi cạnh hắn, lặng lẽ mà nghe một khúc nhạc. Thế là cứ dành cô liền đến quán trà nhỏ đầu ngõ nhà hắn, hai mắt nhìn chằm chằm vào cổng lớn. Chỉ cần hắn ra là cô sẽ có cách lôi hắn đi. Cứ như vậy, cô dõi theo hắn trưởng thành một thanh niên tuấn tú từ một thiếu niên chín chắn. Cô đã không còn quan tâm khúc nhạc có hay không, giờ chỉ ngây ra mà nhìn người. Phó Nguyên Tranh lớn lên, lúc Uyên Ngọc cũng tới tuổi cập kê. Ngày đó cô mặc đồ nữ, áo ngoài màu vàng nhạt, áo trong vẫn hồng. Lần đầu tiên hắn nhìn cô mặc quần áo nữ giới, ánh mắt xưa này vẫn luôn bình tĩnh cũng bất chợt gợn sóng. Tôi đến hắn đọc kinh, mỗi chữ đều có thể nhảy ra trước mắt thành lục Uyên Ngọc mặc đồ nữ. Một nụ cười, hoa nhường nguyệt thẹn, nếu cháy hết, hắn đang định gọi người thì bỗng nhìn thấy một bóng người con gái ngoài cửa sổ. Hắn thầm thở dài, hắn tương tư thật rồi, đứng dậy ra mở cửa, nhìn ra bên ngoài xem, không ngờ lại thấy Uyển Ngọc một người đầy đất. Hắn giật mình mà hỏi, sao nàng lại vào đây? Cô dịu dàng, trèo tường đó. Hắn ngẩn người tại chỗ. Ngày mai là muội cập kê, có thể lấy chồng rồi. Cô mở to đôi mắt lấp lánh nhìn hắn chằm chằm. Lấy chồng? Hắn chưa bao giờ thấy nữ giới nói chuyện lấy chồng với giọng điệu hùng hồn vậy. Các chị em trong nhà hắn đều có vẻ xấu hổ khi nhắc tới vấn đề này. Cha bảo nhị công tử nhà Viền ngoại làng công bộ sắp tới cầu thân. Đôi môi đỏ cổ khẽ bĩu, mặt đầy ẻ thẹn. Hắn vừa nghe vậy thì hô hấp liền chặt một nhịp. Nếu muội lấy huynh ấy rồi thì từ đó về sau không thể tới gặp huynh nữa. Cô lại bước đến gần hơn một bước, ngẩng đầu, hai người đã sát gần nhau. Cả hai đều im lặng thật lâu, cuối cùng vẫn là Phó Nguyên Tranh mở miệng trước, hô hấp của hắn hơi bất ổn, giọng nói hơi khàn khàn. Nếu ta nói, xin nàng lấy ta, cả đời ở bên ta, nàng có đồng ý hay không? Vừa nói xong thì Lục Uyển Ngọc liền cười ngọt ngào với hắn, môi mấp máy. Vậy huynh nói xem, một đời là bao lâu? Một đời. Phó Nguyên Tranh dựng người, một bụng đầy chữ lại không thể mô tả được độ dài một đời. Một đời chính là... Uyển Ngọc bỗng nhón chân lên, hôn nhẹ lên môi hắn, sau đó nói bên tai hắn. Đến chết mới thôi. Hắn chỉ cảm thấy nửa câu trước của cô như một chiếc lồng chìm đang chọc hắn ngứa ngáy cả người, thì nửa câu sau, sự chắc chắn đó đã đánh thẳng vào tim hắn. Ầm một cái. Tất cả lý trí hắn tan thành tro bụi, hắn duỗi tay ra ôm lấy cô miệng lẩm bẩm. Nàng yên tâm, ta sẽ nghĩ cách. Phó Nguyên Tranh tránh các lính canh để đưa Uyển Ngọc ra cổng sau. Sau đó hắn đang quay người định đi về phòng thì thấy Tứ Ca, Phó Nguyên Đạc đang đứng ở hành lang. Trong số các huynh đệ thì Phó Nguyên Tranh giống vị Tứ Ca này nhất và cũng thân thiết nhất. Tuy nhiên sức khỏe của Phó Nguyên Đạc từ nhỏ đã không tốt, lúc nào cũng bệnh tật liên miên. Tứ Ca. Phó Nguyên Đạc khò khẽ một tiếng, định nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ bằng một câu. Đi ngủ sớm đi. Đêm lạnh, đệ tiễn huynh. Không cần đâu. Phó Nguyên Đạc lướt hắn một cái rồi quay người, trên đường về lại tiếp tục hò một trận. 3 ngày sau, nhị công tử Phùng Thành nhà về ngoại làng công, bộ ngã ngựa, gãy chân, nghe nói còn bị thương cả ở đầu. Khi Phó Nguyên Tranh biết tin thì hơi giật mình. Vốn dĩ hắn định đi xin chú mình đến cầu hôn trước nhà viên ngoại làng công bộ. Trùng hợp là mấy ngày này chú hắn bận bịu công việc còn đi khỏi thành nữa, thế nên hắn mới bồn chồn lo lắng như kiến trên chảo nóng. Thậm chí hắn còn đi xin Tứ Ca. Ngồi gần một hồi thì nghe tiếng hò quen thuộc ngoài cổng vọng vào. Không đợi Phó Nguyên Đạc gõ cửa thì cửa đã được mở ra. Rảnh không chơi với huynh ván cờ? Phó Nguyên Đạc nhìn hắn nói, giọng nói lạnh lùng. Hắn cụp mí mắt, dường như hơi mất hồn. Phó Nguyên Đạc không để ý tới hắn mà đi thẳng vào, ngồi xuống cạnh bàn cờ.
Tháng trước Thường Thế Bá tiến cử huynh đến ngự thư viện thì làm kỳ đại chiếu. Hắn chậm chậm vươn tay ra nhón lấy một quân cờ đen trong hộp, đặt vào sào góc trái trên cùng của góc bốn sào góc. Hôm qua có người đến báo đậu rồi. Do sức khỏe kém nên Phó Nguyên Đạc không thể tham gia khoa cử. Đây chính là nỗi đau xưa này khó nói thành lời của hắn. Kỳ đại chiếu không phải là một quan chức, cũng không có cấp, chỉ cho hắn một chỗ mà đến thôi. Thật ra cũng chẳng coi là tin vui gì. Phó Nguyên Tranh đang không biết có nên mở miệng chúc mừng hay không thì Phó Nguyên Đạc đã lên tiếng trước. Hôm nay đệ cầm quân đèn đi trước. Vì sao? Vừa hỏi khỏi miệng thì hắn đã hối hận ngay. Lâu nay khi đánh cờ với Tứ Ca chưa từng thắng bao giờ. Hôm nay tâm tình hắn rối loạn nên nghe thấy bảo mình đi trước thì cứ phải buột miệng hỏi. Đi đến trước bàn cờ, hắn ngại tới mức không dám nhìn Phó Nguyên Đạc. Ngược lại, Phó Nguyên Đạc không hề để bụng, đôi mắt đèn lấp lánh cười nhẹ. Việc cầm quân trắng thì huynh cũng sẽ thua, chỉ bằng ra vẻ phòng độ một chút. Phó Nguyên Tranh nhìn hắn ta đặt quân cờ cuối cùng xuống, chỉ cảm thấy đau lòng. Tứ ca chưa cờ đầu kém đệ. Tứ ca hắn lãnh đạm đáp lại. Thua là thua, cần gì phải viện lý do nhiều thế. Nếu không vì quá căng thẳng thì với tư chất của đệ đã có thể kế thừa cái trí của ông nội, thậm chí còn làm tốt hơn. Phó Nguyên Tranh không hiểu vì sao Tứ ca lại nói hắn như vậy. Có một số chuyện chỉ cần có thể đạt được mục đích thì không cần thủ đoạn. Tứ ca thòng dòng nói. Phó Nguyên Tranh đột nhiên ngước lên nhìn, khó tránh khỏi kinh ngạc. Với sự thông minh của hắn thì dường như hắn đã đoán ra chuyện gì đó, nhưng lại không dám tin mà nói. Tứ ca, lẽ nào chuyện nọ là huynh làm? Phó Nguyên Đạc cười cười khó đoán. Nếu đệ cảm thấy là vậy thì đúng là vậy đi. Tay cầm cờ của hắn khựng lại, hóa ra chuyện ngã ngựa không phải là ông trời giúp mà là do con người làm. Ngày hôm sau, Phó Nguyên Tranh vừa ăn xong bữa sáng liền vội vàng đi ra ngoài. Không ngoài dự đoán, Lục Uyển Ngọc mặc bộ đồ nam ngồi ngăn ngáy ngắn ở bàn ngoài cùng với quán trà. Đợi hắn vén vạt áo ngồi xuống thì bên cạnh Uyển Ngọc liền cười. Là huynh đúng không? Lúc đầu hắn ngẩn người ra, nhưng sau đó hiểu cô nhắc tới chuyện Phùng Nhị công tử ngã ngựa, hắn không có thói quen dài dòng liền đáp. Là Tứ ca ta. Nụ cười của cô càng tươi hơn. Hóa ra còn có cả đồng bọn. Xem ra cô cho rằng hắn là người đứng sau chuyện này. Phó Nguyên Tranh không có ý giải thích nên không tiếp lời nữa. Cô thế vậy liền cho rằng hắn thừa nhận, cười hì hì rồi nói. Lát nữa muội đến lò lùng, huynh đi cùng nhé. Ừ. Buổi trưa cùng muội tới Dùng Nguyệt lầu ăn cơm. Cô được vòi đòi tiền. Tất nhiên rồi. Hắn dịu dàng mà đáp lại. Vào cửa lò cầm một tấm thẻ đồng đặc biệt, thứ này Uyển Ngọc đã chuẩn bị đầu vào đấy. Lúc rời quán trà, cô liền đưa cho hắn. Cầm lấy, nếu không huynh không bảo được đâu. Hắn cầm thẻ đồng trong bàn tay, lật qua lật lại nhìn. Trên đầu có những thông tin đặc thù như tên, chức vụ, chiêu cao, hắn bật cười. Hóa ra tên huynh là Viên Lang, Viên Lang, Nguyên Lang. Uyển Ngọc bị hắn đoán trúng nên đỏ mặt, sẵng giọng. Huynh không thích à, không thích thì đưa đây. Không, Phó Nguyên Tranh vội vàng giấu vào trong lòng, hắn cười. Thích lắm. Hắn vào bên trong khu lò nung, Uyển Ngọc liền như cá gặp nước. Mỗi chỗ quan trọng đều có vị sư phụ quen thân với cô. Trong phòng làm phôi, cô không ngần ngại mà ngồi hẳn lên một cái ghế bẩn. Sau khi phó được một nắm bùn thì vẫy tay với hắn. Huynh đến xoài giúp muội đi. Hắn nghe lời đi xoay cái gậy gỗ dài trên khối đá xoay, khối đá liền bắt đầu chuyển động nhanh, Uyển Ngọc cúi đầu chăm chú mà chỉnh sửa, nắm bùn liền bắt đầu có hình dáng. Khối đá dần dần quay chậm lại, Phó Nguyên Tranh liền tiếp tục xoay lần nữa. Đến tận lúc làm thành hình hoàn chỉnh thì Lục Uyển Ngọc vẫn chưa ngẩng đầu lên. Khoảnh khắc đó, ánh mặt trời vàng kim chiếu vào qua khe cửa sổ. Hắt bóng hàng mi dày của cô lên hai gò má hồng, đôi mắt đã bị dầm bóng nhưng vẫn hát ra những tia sáng vừa kỳ nghị vừa chăm chú. Phó Nguyên Tranh ở bên cạnh lặng lặng ngắm cô. Một chiếc bình thành hình, Lục Uyển Ngọc cẩn thận gỡ nó khỏi khối đá, đặt sang một bên. Lúc này một lọn tóc của cô rũ xuống, cô giơ tay vén lại nhưng không ngờ lại khiến nửa mặt mình dính bùn. Cô thì không để bụng, chỉ quay đầu lại cười tươi với Phó Nguyên Tranh đang hơi mất hồn. Hắn lấy lại tinh thần, giơ tay sửa sang mái tóc cho cô. Uyển Ngọc cười ngọt ngào miệng nói.
phải đợi mấy ngày mà mới khổ, mỗi đưa huynh đi xem nò nung. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một cảnh như vậy. Ngọn lửa to phun ra từ một ống khói khổng lồ, mắt đỏ rực, cực kỳ khiến người ta chấn động. Làm người ta cảm thấy những sản phẩm đất sét kia qua sự thiêu đốt hừng hực như thế này lại được lột xác. Đạo lý trong việc này quả là huyền diệu. Ra khỏi khu lò, Uyên Ngọc liên tục kêu đói. Phó Nguyên Tranh bèn đưa cô đến thẳng Dung Nguyệt Lâu. Dung Nguyệt Lâu là quán ăn nổi tiếng nhất kinh thành. Đồ ăn của nó rất tinh tế, trang trí nhã nhặn, do đó những người có tiền trong thành đều đổ xô tới. Đây là lần đầu Uyển Ngọc đến, cô nhìn những kẻ cơm, thẻ cơm xếp trong khay sơn trắng mà không biết chọn thế nào. Vẫn là Phó Nguyên Tranh nhớ được vài món do cô một lần từng đi cùng người thúc của hắn đến, vì vậy liền do hắn gọi hết. Nguyệt Trần Trường Chiêm, quân tiên canh, nghe có vẻ ngon. Uyển Ngọc thấy tiểu nhì vừa đi liền xoa xoa bụng cười hì hì. Hắn khẽ cười. Muội thích là được. Thức ăn lên không nhanh, nhưng món nào món ấy đều vô cùng đẹp đẽ. Có lẽ vì đói nên cô ăn rất nhanh. Tuy nhiên các hành động không hề khó coi. Phó Nguyên Tranh ngồi đối diện, yên lặng nhìn. Thỉnh thoảng hắn sẽ cầm đũa một miếng nhỏ đưa tới miệng cô. Lục Uyển Ngọc bỗng đặt đũa xuống, nhìn hắn một hồi lâu rồi mới nói. Nếu ngày nào cũng có thể ngồi đối diện huynh ăn thế này, lòng thoải mái cũng ăn ngon hơn. Muội nghĩ muội sẽ nhanh chóng thành người béo. Hắn cứ tưởng cô sẽ nói chuyện gì nghiêm túc lắm, cuối cùng lại bị cô chọc cho cười to. Vậy là muội muốn béo hay là không muốn béo? Cô giả vờ suy nghĩ một chốc rồi trịnh trọng mà đáp. Nếu muội biến thành trò vòn tròn vòng, vò thì huynh còn thích muội không? Hắn cũng học theo cô mà ngẫm một hồi, đợi tới lúc cô sốt ruột thì mới từ tốn đáp. Chỉ cần là muội thì thế nào cũng đẹp. Uyển Ngọc cũng bị chọc cười vui vẻ nói. Muội từng rất bực vì sao bản thân mình không phải nam nhi, nhưng cha nói với muội không phải nam nhi thì mới hay chứ. Nam nhi làm sao xinh đẹp thế này, huynh cũng sắp bằng cha muội rồi đấy. Bác trai thật cao kiến. Bên nhau một ngày tới tận khi mặt trời lặn, sau núi thì mới quyến luyến chia tay. Phó Nguyên Tranh cố ý muốn đứng đầu ngõ nhìn theo cô vào nhà. Mà khi nhìn theo bóng cô càng đi càng xa, hắn chợt rất muốn đến cầu thần ngày tức khắc. Khi về nhà, hắn gặp Phó Nguyên Đạc vừa từ cùng về ở ngoài cổng. Lúc này hắn ta mặc quần áo một màu đỏ, không giống với lúc đi. Phó Nguyên Nhành liền biết đây chắc là được thánh thượng bàn thưởng, không đợi hắn hỏi thì Phó Nguyên Đạc đã lên tiếng. Thường trang phục đỏ cùng đãi ngộ quan viên ngũ phẩm. Giọng nói đều đều không rõ là vui hay buồn. Chúc mừng tứ ca. Phó Nguyên Đạc nhìn hắn, hò khẽ vài tiếng rồi nói giọng khàn khàn. Năm tới là năm thì lớn, tới lúc đó thì đến lượt ta chúc mừng đệ. Hắn nghe vậy thì lòng hơi chua xót, nhưng lời ra đến miệng chỉ còn một câu. Cảm ơn lời may mắn của tứ ca. Phó Nguyên Đạc đi sớm về muộn liên tiếp mấy ngày liền, Phó Nguyên Tranh thì ở nhà yên tâm đọc sách. Hắn và Uyển Ngọc đã hẹn với nhau rằng ngày tên đề bảng vàng cũng là ngày đưa sinh lễ. Hôm nọ, hắn từng tặng cô chiếc vòng ngọc mà mẫu thần để lại và cô cũng hứa là sẽ đáp lễ. Trưa hôm nay, có người hầu đưa đến một hộp gỗ tinh xảo, nó là một vị công tử tặng cho Lục Thiếu. Hắn hơi nghi hoặc, hỏi đi hỏi lại thì người hầu cũng chẳng cho được câu trả lời hữu dụng nào cả, hắn bèn cho lui. Hộp đem vào phòng rồi mở ra nhìn, là một cái hình vải hẹp, thân thon, ở phần bụng có một đôi phượng hoàng giáng cánh, đầu ngẩng cao, đuôi chim tung bay, rất hợp với những hoa văn ở cổ bình, trông vô cùng sống động. Điều làm hắn ngạc nhiên và vui nhất là ở chỗ khuất phần bụng còn khắc bốn chữ Thiên Trường Địa Cửu. Hắn bật cười. Cái bình này thường là loại đựng rượu. Thiên Tàng Địa Cửu, Thiên Trường Địa Cửu, đúng thật là có ý nghĩa khác. Hắn cẩn thận đặt nó lên bàn. Không ngờ sờ thấy một cái ký hiệu dưới đế bình, xoay lên nhìn là chữ ngọc, kiểu chữ triện cổ. Lúc lại thấy Phó Nguyên Đạc thì hắn cảm giác như cả người tứ cả càng gầy hơn. Mùa đông lạnh rét vừa đến, Phó Nguyên Đạc để mặc chiếc áo lồng cáo dày dặn. Tuy vậy, nhưng sắc mặt vẫn như xưa, trắng toát như tuyết. Hôm nay trận tuyết đầu tiên rơi xuống là tả, Phó Nguyên Tranh gõ cửa đi vào phòng Phó Nguyên Đạc. Lúc này trong phòng đang đốt than, hắn đi vào không lâu liền cảm thấy nóng tới mức chảy một đầu mồ hôi. Phó Nguyên Đạc cười nói. Ở chỗ ta còn giữ lễ nghỉ làm gì, hay là muốn mình bị hùn nóng sinh bệnh?
Chưa nói xong thì hắn đã cảm thấy cổ họng hơi ngứa ngứa, vội vàng lôi ra một tấm khăn gấm. Phó Nguyên Tranh đang cởi áo khoác ngoài, liếc mắt nhìn bỗng thấy một nhành sơn trà ẩn hiện trên khăn. Do khăn màu trắng mà hoa sơn trà thêu lên trên nó cũng là một màu trắng. Nếu không phải vì thị lực của hắn tốt thì quả thật không dễ nhìn ra. Hắn giật mình, đây là đồ con gái, sao tứ ca lại có? Hắn không nhìn tiếp nữa, còn Phó Nguyên Đạc thì cất khăn đi rất nhanh, cũng nhìn sang hắn với ánh mắt đầy ý thăm dò. Hắn giả vờ không nhìn thấy, còn trong lòng thì thầm. Thứ ca cẩn thận như thế này, chắc là bí mật gì đó không tiện nói ra. Lại nghĩ tới mấy ngày này, thứ ca không ở cùng đình thì cũng ở trong nhà. Nhà mà nhà hoàn trong nhà thì chắc chắn không phải. Lẽ nào nếu là người trong cung, vậy chẳng phải chuyện gì tốt lành. Tìm ta có việc gì? Phó Nguyên Đạc hỏi. Không có chuyện gì thì không thể tìm tứ ca. Hắn hỏi ngược lại. Phó Nguyên Đạc không nhiều lời, chỉ hỏi vu vơ. Học hành thế nào rồi? Tướng ca muốn kiểm tra đệ. Không cần thiết, khả năng của đệ hơn ta xa vời. Phó Nguyên Đạc hoàn toàn không sai. Tới ngày thì Phó Nguyên Tranh đỗ tiến sĩ khoa giáp, được không điểm tám thám hoa làng. Hắn không bực bội, không bội ước, tối hôm đó liền nói chuyện hắn cho chú ông. Muốn đến nhà họ Lục đưa lễ thật nhanh, vẻ mặt của chú hắn có vẻ ảm đạm, nhưng đến cùng cũng không phản đối gì. Khi hắn về phòng, gió đêm ở hành lang rất mạnh như sắp sửa có mưa to. Nhà họ Phó đến hỏi chọn ngày, nhà họ Lục liền bắt đầu lò liệu của hồi môn. Khuê phòng của Uyển Ngọc ngày ngày chật chội hơn, chỗ nào cũng thấy chất đống những đồ vật được bọc vải đó. Những vải gấm đỏ ấy ánh lên gương mặt cô như hoa đào ngoài cửa sổ. Khi hai nhà Phó Lục đang bận rộn thì Phó Nguyên Đạc ngã bệnh. Sau khi được biết, Phó Nguyên Tranh liền đến nhà bếp lấy thuốc, đi về hướng phòng tứ ca. Phòng đóng cửa kín mít, hắn đẩy tứ ca đi vào. Một khoảng tối tăm và sự bí bách liền ập tới. Hắn hơi chào mày, sau đó gọi một tiếng. Tứ ca! Phó Nguyên Đạc đang nghiêng người nằm, bỗng cái lạnh phả vào mặt cùng một tiếng gọi đã làm hắn tỉnh. Hắn thều thào hỏi. Lục đệ! Phó Nguyên Tranh để thuốc lên bàn, thắp đèn dầu. Là đệ, đệ mang thuốc tới cho huynh. Có ánh sáng cuối cùng hắn cũng nhìn rõ được mặt của tứ ca hắn. Sao mặt vốn trắng bệch này đỏ hồng kỳ quái, còn ánh mắt lúc nào cũng thần này trở nên không tiêu cự. Hắn đi đến trước giường, giơ tay ra sờ trán Phó Nguyên Đạc, tức thì kinh ngạc mà hỏi. Tứ ca, sao lại nóng thế này? Phó Nguyên Đạc không còn dư hơi sức, chỉ mở nửa con mắt nói nhỏ. Bệnh cũ ơi mà, uống vài thằng thuốc là xong. Hắn vội vàng đỡ tứ ca ngồi dậy và giúp hắn uống thuốc. Phó Nguyên Đạc uống mà không rền một tiếng, sau đó nhìn theo Phó Nguyên Tranh đặt bát thuốc về chỗ cũ thì mới hỏi. Đã chọn ngày kết hôn chưa? Rồi, nửa năm nữa, tứ ca khỏi ốm mau đi. Dường như Phó Nguyên Đạc chẳng nghe thấy câu sau của hắn, chỉ lẩm bẩm. Nửa năm nữa. Lúc Phó Nguyên Tranh đi, Phó Nguyên Đạc nhìn theo bóng hắn, trong lòng thở dài một hơi. Xin lỗi. Do đã đính hôn nên thi thoảng Phó Nguyên Tranh cũng sẽ qua nhà họ Lục. Hôm nay thời tiết đẹp, ngọc lan trong vườn nhà họ Lục mới ra hoa, còn hoa Thái Bình thì đã nở bùng. Nghe nói Lục công tử được phòng làm đại chế ở bảo trường khác. Uyển Ngọc trốn giữa những bông hoa, nhìn ngang nhìn dọc và tiếng Lục công tử mang nhiều ý trêu chọc. Phó Nguyên Tranh nhìn nàng, chỉ cười dịu dàng. Con đường làm quan còn chưa tiến được nửa bước, không dám nhắc tới. Uyển Ngọc nghe thế thì càng cảm thấy hắn kiềm tốn, không hề ngạo mạn giỏi thì độ đạt. Vì vậy, nàng càng thích hắn hơn. Nàng chợt hái một bông rồi chạy đến trước mặt hắn cười duyên. Bông này đẹp quá, chàng quỳ xuống đi, ta cài lên cho. Hắn nắm lấy tay nàng lắc lắc đầu mà nói. Đơn điệu quá. Uyển Ngọc mặc hắn nắm tay, cười hì hì chọc hắn. Cũng phải, tiền đồ của Lục công tử sáng lạn nên cài đủ màu sắc trên đầu mới đúng. Hắn nghe vậy liền kéo mạnh nàng vào trong lòng, nói khẽ. Dám cười ta, phải phạt nàng. Phạt gì? Nàng ngẩng đầu lồng ngực phập phồng, ánh mắt hắn tối lại, giơ tay lên giữ cằm nàng vuốt khẽ vuốt về. Sau đó hắn cúi người hôn lên giữa đôi lông mày nàng, nơi đó có một nốt ruồi nhỏ nhỏ. Lập hạ năm nay đã mưa, lại còn có sấm. Lúc Phó Nguyên Tranh đi ra từ trong cung thì không lên xe ngựa nhà mình mà cứ dầm mưa loạng choạng bước, dường như trái tim đã bị khoét đi.
tư hôn cho công chúa Già Thuần, đây lẽ ra nên là chuyện mà đàn ông trong thiên hạ ai ai cũng lấy làm vinh hạnh. Tuy mẫu thân của Già Thuần mất sớm, nhưng nhà ngoại lại là Già Thế Già vọng tộc, làm quan qua nhiều thế hệ, cơ căn cơ đã rất sâu. Hơn nữa, nghe nói nàng ta có dung mạo đẹp nhất, người lại thông minh, luôn luôn được thánh thượng vô cùng yêu thích. Từ nhỏ nàng ta đã được nuôi dưỡng ở bên cạnh người. Sau khi lớn lên, thánh thượng còn ban cho nàng quyền được tự lựa chọn phò mã. Hôm nay nàng chẳng còn ai khác mà lại chọn chúng hắn, Phó Nguyên Tranh. Thánh chỉ đã ban, không thể sửa lại được. Lúc xuất cung, hắn nhìn thấy một nhóm người hầu bề từng chậu cây hoa trắng đi qua trước mắt. Do thấy quen quen nên hắn không khỏi đứng lại mà nhìn kỹ hơn. Kẻ dẫn đường liền cười nịnh nọt. Phò mã cũng thích hoa trà trắng hay sao? Đây là loại hoa công chúa Già Thuần thích nhất đó. Ngày ấy, Phó Nguyên Tranh được tồi tớ trong nhà khiêng về từ quán rượu ở phía Nam Thành. Hắn luôn luôn sống điều độ, không uống rượu. Vậy mà lần này say tới mức không biết trời đất gì. Lúc tỉnh lại, đầu người đầu tiên hắn gặp chính là Phó Nguyên Đạc. Phó Nguyên Lạc lẳng lặng đốt cho hắn cành dài rượu. Hắn khép hờ mắt, không nói câu gì. Lúc chiều đệ vào cung ấy, Uyển Ngọc có tới tìm. Một lúc lâu sau, Phó Nguyên Đạc mới mở miệng. Mai đệ sẽ đi gặp nàng ấy. Hắn đáp, sau đó bỗng mở mắt nhìn chăm chăm Phó Nguyên Đạc. Tư Ca, không có lời nào khác muốn nói với đệ. Tư Ca cũng nhìn hắn muốn nói lại thôi, hắn lạnh lùng cười. Huynh không có lời nào muốn nói, nhưng đệ lại có cầu cần hỏi đầy. Không biết Tư Ca có thể vì người mình yêu mà không màng tất cả. Phó Nguyên Đạc ngẩn người, chỉ cười khổ. Nếu đệ đã biết rồi thì ta cũng không ngại trả lời. Nếu có thể đẹp cả đôi đường thì ta không hấp tấp. Ngày hôm sau, hắn liền chạy thẳng về phòng sau khi trở về từ nhà họ Lục. Vừa rồi, nàng còn vui vẻ mà nói với hắn muốn tự nùng của hồi môn. Làm sao hắn có thể bội bạc một người con gái như vậy? Nhưng vừa vào đến phòng thì hắn liền ngẩn người. Phó Nguyên Đạc ngồi bên trong thư phòng như một bức tượng Phật bằng đá, có vẻ đã đợi hắn lâu lắm rồi. Sao vậy, Tứ Ca? Ánh mắt Phó Nguyên Đạc đảo khẽ, hắn chỉ bàn cờ đối diện rồi nói nhẹ. Lục đệ, ta có một thế cờ, vốn là thế cờ đầu ván của một người khác, có 36 quân, đệ có muốn đấu cùng ta? Phó Nguyên Tranh ngần ra, vào thời khắc sống còn này còn đi chơi cờ, không biết Tứ Ca hắn nghĩ gì nữa. Lúc bắt đầu, Phó Nguyên Đạc lên tiếng. Ta không đồng ý. Vì sao? Phó Nguyên Tranh không phục, do trong lòng không yên nên đến giữa ván lại thua tiếp. Trong lúc đánh, Phó Nguyên Đạc lại nói. Nếu đệ cứ cố chấp kháng thì chỉ thì không những sẽ diệt cả cái nhà này mà cả đời nàng ta chắc chắn cũng không chẳng cần dùng tới mấy cái thứ của hồi môn đó. Chưa tới lúc thu quân thì hắn đã thua thảm hại. Đây là lần đầu tiên hắn thua Phó Nguyên Đạc mà lại còn thảm hại. Phó Nguyên Đạc nhìn hắn chậm chậm thở dài, cuối cùng mới nói ý sâu xa. Đâu phải là không cho lấy, chỉ là ngày tháng muộn hơn thôi, lẽ nào như thế cũng không đợi được. Phó Nguyên Tranh cười lạnh lùng, sau này lấy nàng thì nàng không phải thề. Hắn nhìn chằm chằm vào thế cờ đã tàn, không nói không động đậy như đã mất hồn. Tối tới, hắn đi lại trong viện như hồn ma, trái tim lúc thì rối như tơ vò, lúc thì như bị khoét giống. Có cơn gió lạnh còn chuẩn bị ào xuyên qua. Hắn đi tới hậu viện từ bao giờ? Hậu viện có một nhà thiền, ngày thường cũng chỉ có người làm tới quét dọn. Vậy mà bây giờ lại có ánh nến bên trong. Hắn đi đến gần, thấy là thúc thúc hắn cùng với Tứ Ca. Triều đình bây giờ bề ngoài thì có vẻ phồn hoa, nhưng thực tế thì nó đã thối nát lắm rồi. Thời ta còn trẻ cũng có từng hoài bão lớn, rằng bản thân phải trừ giàn diệt ác. Trong mắt không chứa nổi một hạt bụi, giờ mới hiểu kiểu người như vậy không làm quan được. Thúc thúc nói buồn buồn, Phó Nguyên Đạc chỉ trầm mặc. Về mặt thúc thúc hắn ảm đạm. Nếu năm đó ta không cố chấp quá, không cố chấp tới mức không nghe lời của tổ phụ con, tức giận đi ủng hộ phe chủ hòa, thì con cũng không tới mức bị người ta hủy đi tư chất, hạ độc, trở thành như bây giờ. Phó Nguyên Tranh hoảng hốt, hắn cứ tưởng rằng Tứ Ca ốm yếu từ nhỏ, hóa ra là có lý do khác. Cuối cùng Phó Nguyên Đạc cũng ngẩng đầu lên, hò nhỏ, giọng điệu đều đều. Phụ thần từng dạy con tái ông mất ngựa, trong họa có phúc. Sức khỏe con không tốt, không thể thi cử hoặc làm binh, điều này kéo lại ông trời chiếu cố.
đôi mắt người thức họa lẹ, nhòa lẹ, lẩm bẩm. Nhưng lần này... Phó Nguyên Đạc ngắt lời. Nếu có được sự trợ giúp từ phía ngoại nhà công chúa Già Thuần, thì quân vương bình định Trung Nguyên chỉ là chuyện sớm muộn. Lục đệ mới vào trốn quản trường, nhưng với đầu óc thông minh của đệ ấy thì nhất định biết suy tính lợi hại. Đệ ấy là người lấy đại cuộc làm trọng, con tin tưởng lục đệ. Lời của Phó Nguyên Đạc như tảng đá nặng nề đập vào trái tim hắn. Năm đó, phụ thân của hắn là một vị quan liêm khiết, cả ngày chỉ nghĩ chuyện tận trung vì nước, vì dân chúng. Nhưng lại có một kết cục khốn khổ đến vậy. Cuối cùng mệt mỏi mà qua đời sớm, hắn vẫn còn nhớ trước khi lâm chung phụ thần nói. Làm trung thần thì càng phải hiểu âm mưu thủ đoạn, vậy mới có thể vì dân vì nước mà góp chút sức lực. Hắn nhắm mắt tựa vào cột hành lang, trong lòng vô cùng khổ sở. Thì ra quyết định của hắn bây giờ không chỉ liên quan tới một người, một nhà nữa rồi. Thế lực nhà ngoại của công chúa Già Thuần trong triều đình rất mạnh, ấy vậy mà không tỏ rõ thái độ gì với chuyện Bắc phạt, Bình Định, Trung Nguyên. Nếu hắn có thể làm phò mã của Già Thuần thì phái chủ chiến nhà họ Phó sẽ ủng hộ, có thể một phần thắng. Nếu hắn cứ khăng khăng vì lợi ích cá nhân, vì sùng dưỡng nhất thời mà bỏ qua nước nhà thì một người gây họa, cả nhà liền lụy. Sau cùng Phó Nguyên Tranh tiếp nhận chuyện tứ hồn rất bình tĩnh. Việc đính hôn của hai nhà Phó Lục cứ vậy mà hủy bỏ, mà điều trầm trọng nhất lại là chuyện của hồi môn của công chúa do nhà họ Lục phụ trách. Phó Nguyên Tranh không qua nhà họ Lục nữa, nhưng mỗi lần hắn ra vào phủ đều sẽ dừng lại một lát, lặng lặng nhìn quán trà ở đầu ngõ. Còn Uyển Ngọc cũng không hề thấy tới tìm Phó Nguyên Tranh, dường như nàng đã biến mất khỏi cuộc sống của hắn. Trời dần vào thu, ngày kết hôn tới gần, tin tức liên quan tới nhà họ Lục lại ảo ảo truyền tới. Nghe nói rằng một ngày nào đó thánh thượng mặc một bộ đồ đỏ đi qua một tác phẩm sứ trắng, trong khoảnh khắc bỗng thấy nó được nhuộm một màu đỏ tuyệt đẹp. Bèn hạ lệnh cho ngự giao trường của tụt nội tỳ phải nung đưa ra được loại có màu đỏ như thế. Nhưng men sứ màu đỏ cực kỳ khó nung thành công. Đến bây giờ, từ người làm công trong lò nung tới quan lớn ở tù nội tỳ, Lục Tông Hưng ai ai cũng lo lắng hoảng sợ. Hôm nay Phó Nguyên Tranh đang nghỉ ở nhà thì có người làm đưa tới một phong thư, nó là ngoài cổng có một vị công tử gửi hắn. Hắn giơ tay ra nhận, chỉ thấy bốn chữ thành tú bề ngoài. Thư riêng Phó Lục. Hắn giật mình, vội vàng cho người làm lui ra, sau đó mở ra đọc. Gió thu thành, trăng thu sáng, lá rụng lúc tụ lúc tàn, quạ lạnh đằng đậu bỗng rùng mình, nhớ nhau không biết ngày nào gặp. Lúc ấy, đêm ấy tràn chứa tình, và lòng ta mới thấu nỗi khổ thương tư. Thương tư nhiều, nhớ thường nhiều, nếu biết sẽ bận lòng như vậy, lúc đầu quen biết làm gì. Mỗi một chữ đều như cái đi đâm thẳng vào mắt hắn, rồi xuyên thẳng vào tim. Nhất là mấy chữ cuối cùng, mỗi một nét chữ thấm đẫm cái lạnh lùng của sự lạnh dứt khoát. Lục phủ lá cây lao xào, Uyển Ngọc đang ngồi đọc một cuốn sổ cũ bên cửa sổ. Cuốn sổ này nàng nhặt được trong khu lò ngày nọ. Nói ra cũng lạ, hôm đó có một người làm công có gương mặt xa lạ vội vã đi đến từ hướng đối diện, còn suýt nữa thì vào nàng. Cuốn sổ này rơi từ trên người sụt đó xuống. Nhưng hắn đi nhanh quá, sau này nàng mãi chẳng tìm ra được hắn ta đâu. Mở ra xem mới biết, nó ghi chép lại một số chuyện lạ ít người biết. Một trong số chuyện đó có một người con gái hiếu thảo đã giúp người phụ thần làm công đùng ra loại gốm nọ bằng cách lấy thần mình tế lò, người chết nhưng sản phẩm thành công. Đã mấy ngày này nàng không ngủ được, cả ngày lẫn đêm đều nhớ về câu chuyện này. Bây giờ nàng đang đợi, nếu chàng chạy đến nói với nàng rằng chàng không cần công chúa, vậy thì dù trần trời góc bể, dù cơm canh đạm bạc, dù phải đeo cái danh bất trung bất hiếu, thì nàng cũng nguyện cùng sinh cùng tử với chàng. Nhưng nếu đến tối mà nàng vẫn không đến. Lục đệ, Phó Nguyên Đạc đẩy cửa vào, mấy ngày này bệnh họ của hắn có vẻ đỡ hơn nhiều. Phó Nguyên Tranh liền giấu thư ra sau lưng. Không phải giấu, lúc nàng đưa thư tới ta vừa hay nhìn thấy. Phó Nguyên Đạc quay lưng với hoàng hôn, vẻ mặt bị sập bóng, cả người cũng mờ ảo. Phó Nguyên Tranh khó nhọc nói. Nếu đệ đổi ý thì tứ ca sẽ cản đệ. Phó Nguyên Tranh hừ một tiếng. Chúng ta đều đã bàn xong xuôi cả rồi, nếu đệ muốn thổi cũng dễ, cứ bước qua xác ta, đi đi. Phó Nguyên Tranh bất thình lình nhào tới, nháy mắt đã đè Phó Nguyên Đạc ngã ra đất.
Lưng Võ Nguyên Đạc và đập mạnh với mặt đất, đau tới mức lồng mày hắn nhíu lại. Nhưng hắn không hề rền ra tiếng, chỉ lặng lặng mở mắt nhìn Võ Nguyên Tranh chằm chằm. Rõ ràng Võ Nguyên Tranh là người đánh hắn, nhưng lại run rẩy mạnh không ngừng hỏi. Vì sao phải ép đệ? Vì sao? Vì sao? Một hàng nước mắt rớt xuống trán Võ Nguyên Trạ Đạc. Xong chúng liền tràn ra hai bên, chỉ còn lại một vết lành lành. Lục đệ! Võ Nguyên Đạc nhắm mắt lại thở dài. Ta không ép đệ, đệ tự quyết định. Một lúc sau hắn cảm thấy trên người nhẹ bẫng, Võ Nguyên Tranh đã ngồi bệt ở một bên. Hắn thở vào một hơi, biết là Võ Nguyên Tranh đã lựa chọn xong. Tia sáng hoàng hôn cuối cùng biến mất, Lục Uyển Ngọc ngẩng đầu nhìn trời. Tuy ở bờ môi hiện lên nụ cười nhẹ, nhưng nước mắt bắt đầu đọng đầy trong mắt. Trong cách nhìn nhạt nhòa, từng màn từng chuyện vui vẻ khi bên chàng ngày xưa vụt qua trước mặt. Hóa ra những chuyện trước đây đều là giả tạo. Ngày phải giao đồ càng ngày càng thức gần, nhưng lò nung vẫn không nung ra nổi tác phẩm sứ màu đỏ. Nếu bị quá hạn thì sẽ phạm tội khi quân. Sáng sớm, mặt trời mới nhú thì Lục Uyển Ngọc đã đến xưởng, nàng tự tay làm một chiếc bình tịnh thủy. Hình dạng giống một cái bình tịnh thủy trong miếu, nhưng có chút khác, nó là có cổ mảnh. Càng về dưới càng to ra, giống phần bụng có bình hạnh viên. Bên hông có một cái vòi đầu phượng, ở phần bụng nàng vẽ lên những phiến đá nhỏ và vài cành lá, còn ghép cả một bài thơ. Gió thu. Chương 30. Chuyện tiết đầu tiên của mùa đông đúng hẹn mà tới, cửa sổ phòng phò mã Võ Nguyên Tranh đóng kín, không có một tiếng động nào. Sa Thuần mặc áo lồng cáo, cầm lấy bát thuốc của thị nữ đưa cho rồi đẩy cửa, đi một bình vào trong phòng. Phò mã, uống thuốc thôi. Giọng nàng như tiếng chim, cực kỳ êm tai. Hắn trầm mặc, chỉ lặng lẽ ngồi đó. Sa Thuần bưng thuốc đến trước mặt hắn, đút từng thìa, nhìn hắn nốt xuống từng chút một, ánh mắt nàng cũng dần dần trở nên dịu dàng. Một bát thuốc chẳng biết tuốt mất bao lâu, sau khi đặt xuống, Sa Thuần bèn lấy chiếc khăn tay trong tay áo, lau đi vài giọt thuốc dính bên miệng hắn. Võ Nguyên Tranh bất ngờ giơ tay túm lấy cổ tay nàng, hắn túm rất mạnh như muốn bóp nát nó. Sa Thuần trong khi quá đau đã thả lỏng bàn tay, chiếc khăn liền rơi xuống, ánh mắt hắn cũng nhìn theo nó rơi xuống. Sau khi chạm đất, trên mặt khăn hiện rõ một hình đóa sơn trà màu trắng. Hắn chợt bật cười, lại cười hà hà đến mức hò sảng sặc. Nàng đã biết từ lâu rằng tứ ca không phải ta. Hắn lên tiếng đầy khó nhọc. Sa Thuần gật đầu không giấu giếm. Không khó nhận ra. Vậy còn chọn ta làm phò mã, nàng không sợ. Ánh mắt Sa Thuần rất kiên định. Thiếp không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu đánh cuộc thì không nhất định sẽ thắng. Nhưng nếu không cược, vậy chắc chắn sẽ thua. Võ Nguyên Tranh suy sụp tinh thần. Ta đã cược, thua sạch. Đây là lần đầu tiên hắn đi ra khỏi phủ phò mã từ sau khi kết hôn. Hắn muốn đi làm rõ một số chuyện. Vậy mà vừa mới tới trước phó phủ, hắn liền kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt. Cả phủ chỗ nào cũng treo vải trắng, vô cùng thê lương. Hắn lảo đảo đi vào. Người làm đều nhận ra hắn, chỉ ngần ra mà thì nhào gọi. Phò mã! Ta biết sớm muộn gì đệ cũng sẽ tìm ta. Võ Nguyên Đạc mặc đồ tàng quỳ trước linh cữu, giọng buồn buồn. Võ Nguyên Tranh nhìn hắn, nhìn khuôn mặt giống mình tới 7-8 phần kia. Đến nay vì bệnh mà hai má người giống nhau tới 9 phần. Chuyện gì vậy? Giọng Võ Nguyên Tranh rất khàn, như nếm phải than hồng mà bị mất giọng. Phụ thân sẽ tự xin đi tiền phòng dành. Tức là già ngựa bọc thầy, do thân vừa vùi dưới lớp đá nên không còn được nguyên vẹn. Võ Nguyên Đạc gắng sức thuật lại một cách bình tĩnh, nhưng vẫn không kiềm nén được sự run rẩy. Võ Nguyên Tranh quỳ xuống, dập đầu trước linh cứu lại thắp hương. Nếu thúc thúc đã vì nước mà bỏ mình, vậy tại sao cảnh tượng trong nhà lại thê lương thế này? Hắn không thể hiểu nổi. Phụ thân đã đợi lâu lắm rồi, thời cơ lần này không tốt. Nhưng người không đợi nổi nữa, thật ra đệ cũng biết mà, chỉ có nhà họ Phó mới muốn triều đình thủ phục lại đất đai đã mất. Nhưng đến cùng thì một gia thần cũng không đủ để lay động lập trường của cả họ ngoại nàng. Võ Nguyên Đạc chớp mắt, nhưng trong mắt hắn đã không còn nước mắt nữa. Ngày này, cửa nát nhà tàn, hắn không muốn một mình giữ nhiều bí mật như vậy. Nếu Võ Nguyên Tranh đã tới, vậy thì nói ra cho hắn biết. Lục đệ, đệ có nhớ Phùng Thành?
Nhị công tử nhà bên ngoài làng lồng cổng bộ. Chính hắn, hồi đó đại cho rằng ta đã ra tay khiến hắn ngã ngựa, ta không phủ nhận nhưng cũng không hề thừa nhận. Phó Nguyên Tranh liền nhìn sang hắn, hắn bỏ thêm vài tờ giấy vàng đốt trước Lương Cứu tiếp tục nói. Chuyện ngã ngựa hôm đó đúng là ngoài ý muốn, mà ta chỉ muốn mượn việc này để nợ ta. Vì sao? Phó Nguyên Tranh không hiểu nổi. Do phụ thân lúc nào cũng muốn lôi kéo nhà ngoại giao thần ủng hộ phái chủ chiến, biện pháp đơn giản nhất chính là hai nhà liên hôn. Nếu liên hôn, không nghi ngờ gì nữa, lựa chọn thích hợp nhất chính là công chúa giao thần mà thánh thượng yêu thương nhất. Còn về người được chọn trong nhà họ Phó chúng ta, không cần ta nói, chắc đệ cũng biết. Tất nhiên Phó Nguyên Tranh biết, ai ai cũng nói hắn giống tổ phụ nhất, sang này tiền độ vô hạn. Theo như kế hoạch của phụ thần thì đệ nhất định phải lấy xà thuần. Nhưng khi ấy đệ đã có tình cảm sâu nặng với Lục Uyển Ngọc, ta nhất định phải khiến đệ thấy rằng ta với đệ cùng phía. Nếu vậy lúc cần thiết thì mới có thể khuyên được đệ. Và lại vốn là Lục Tông Hưng cũng sẽ không bao giờ gả con gái cho Phùng Thành. Vì vậy chuyện tốt thế này, việc gì mà không mượn. Vốn sẽ không gả. Đúng, vì Lục Tông Hưng khinh thường nhà họ Phùng, Phùng gia nịnh bợ tể tướng, dùng những mánh khóe rất bẩn thỉu. Giờ mới nói những chuyện này thì còn ý nghĩa gì nữa, đệ chỉ hỏi Huỳnh, ngày đó có phải Huỳnh cố ý để lộ ra chiếc khăn tay của Gia Thuần cho đệ thấy? Cuối cùng Phó Nguyên Đạt cũng đợi được câu hỏi này. Khi nhắc tới Gia Thuần, lòng của hắn lại có một cảm giác đau đớn. Quả nhiên là không giấu nổi đệ, gia thần có quyền lợi lựa chọn hôn phù. Vì vậy, ta đã mượn thân phận kỳ đại chiếu tế đẻ thường xuyên vào cung, tạo nhiều cơ hội gặp gỡ ngẫu nhiên với nàng. Ta giả tên của đệ, nhưng không ngờ đã đánh mất trái tim mình. Đôi lông mày của hắn nhíu chặt. Đúng là có tính như thế nào cũng không tính nổi ý trời, không tính được lòng người. Nếu gia thần đã có quyền lựa chọn, thì sao người đó không thể là huynh? Ha ha, Lục đệ, đệ là cháu ruột của tiền thừa chỉ viện Hàn Lâm, lại còn là thám hòa làng, con ta thì là ai? Ta chỉ là một kẻ bệnh tật chưa chết, mượn chức quan hệ mới làm được một chức kỳ đại, chiếu không phẩm không cấp. Với ta mà nói, ban thường quần áo đỏ là một điều đầy mỉa mai. Lúc đầu ta không đồng ý với kế hoạch của phụ thần là dò chữ hiếu, cũng là vì sự ghen tị trong lòng với đệ. Nhưng từ sau khi thực hiện thì ta hoàn toàn không muốn lừa đệ. Tứ ca, những lời trong phòng thiền ngày đó tuy là cố ý nói để đệ nghe, nhưng câu nào câu nấy đều là thật. Dường như Phó Nguyên Đạc muốn nói hết ra những bí mật trong lòng. Phó Nguyên Tranh bỗng nhiên ngắt lời hắn. Vậy thúc thúc nói sức khỏe huynh. Đúng, ta không phải là ốm yếu bẩm sinh. Tay hắn trong tay áo nắm chặt lại. Thôi, đã qua lâu rồi, cũng không thể quay lại được nữa. À, mà người đệ phái đi vì không gặp được đệ nên đã đưa đồ đến ta. Phó Nguyên Tranh đứng dậy rồi nói. Đi theo ta. Lại một lần nữa đi vào phòng của Phó Nguyên Đạc, Phó Nguyên Tranh cảm thấy như cách cả thế hệ. Tứ ca hắn lấy ra một cuốn sổ rất cũ, trong sổ có mấy trang giấy đã rách vì lật dở quá nhiều. Bên trên có ghi lại một chuyện. Có một người con gái hiếu thảo cứu phụ thân làm công trong lò gốm nông già các tác phẩm gốm được yêu cầu. Nàng đã lấy thần tế lò, người chết vật thành. Người tới họ trình nói là có người cố ý đưa quyển sách này cho Lục Uyển Ngọc. Còn về vấn đề người đưa là ai thì hắn ta nói, đệ còn biết rõ âm mưu trong triều đình hơn hắn. Người đã đâu? Phó Nguyên Tranh run run đọc câu chuyện kia, cắn răng mà hỏi. Hắn nói hắn nợ đệ một cái ân, còn sau này chắc đôi bên sẽ không gặp lại. Phó Nguyên Đạc cũng đã đọc qua cuốn sổ này, tất nhiên hắn đã hiểu hết. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, xem ra họ ngại của Gia Tuần mới là kẻ thắng cuối cùng. Nghe vậy, cuối cùng Phó Nguyên Tranh cũng hiểu ra tất cả mọi chuyện. Ấy vậy hắn vẫn không thể nào hận được thúc thúc và người đang đứng trước mặt này. Bọn họ vì gia tộc, vì quốc gia mà lợi dụng hắn, tinh kế hắn, làm hắn mất đi người trong lòng. Nhưng một người đã mất mạng, một người mất trái tim, đâu có ai từng sung sướng. Trong ván cờ này không có kẻ thắng, kể cả nhà ngoại Gia Thuần, những kẻ tự cho mình là cào mình đó, bọn họ có thật là đã thắng. Hắn cười, mây đen từ phương Bắc đã tới phủ đầy đầu, thời gian chưa tới mà thôi. Cuối cùng đệ đã hiểu, đệ tác thanh cho hai người.
Võ Nguyên Tranh quyết định. Lại là tiết mùng 3 tháng 3, ngày hôm nay công chúa Gia Thuần cùng phò mã bỏ trốn, thánh thượng vô cùng kinh ngạc. Ra lệnh tìm kiếm khắp thiên hạ nhưng không có kết quả. Không lâu sau, phía Bắc tiến hành xâm lược, triều đình hoảng loạn mà ứng chiến. Một dòng họ ngoại Gia Thuần bị trù di do những bằng chứng cấu kết với địch phản quốc được tấu sớ kẻ tội không ngừng dâng lên. 3 năm sau, tại vùng ngoại ô ngoại Phan Khâu, trong một ngôi nhà dần mới xây lên, có một người đàn ông mang dáng vẻ thư sinh đang đánh nhau cùng với một con gà mái. Người thư sinh này mặt trắng như tuyết, môi nhợt nhạt, nhưng mắt lại đầy vui vẻ. Một cô gái trẻ tuổi đi ra từ trong căn nhà. Tuy ăn mặc mộc mạc, quần áo vải thô, nhưng cử chỉ hành động đều vô cùng tào nhã. Tứ lang, 3 năm rồi, chàng vẫn chật vật như vậy. Giọng của nàng dịu dàng mềm mại như nước. Võ Nguyên Đạc quay đầu lại cười với Gia Thuần. Ngày mà là dỗ Uyên Ương Ngọc, chắc chắn lục đệ sẽ phải đến, ta phải đích thân nấu cho đệ ấy bát cháo gà. Gia Thuần gật đầu. Mấy năm nay huynh ấy quá khổ sở. Ta chưa từng hy vọng đệ ấy sẽ tha thứ cho mình, nhưng ta luôn luôn cảm kích sự tác thành của lục đệ. Vẻ mặt hắn ảm đạm. Gia Thuần đi đến gần, rút khăn tay ra lau lau mồ hôi cho hắn, nàng nói. Những việc huynh ấy muốn làm đều đã làm được cả. Còn về chuyện vị nguyên tôn không tồn tại kia, huynh vẫn nên khuyên huynh ấy đừng cố chấp đi tìm nữa. Mong là lần này huynh ấy sẽ ở lại. Võ Nguyên Đạc nhìn người vợ gần ngày trước mặt, giơ tay ra nắm lấy vai nàng, gật đầu. Ừ. Hôm đó khi trời đất rất tối, mới thấy Võ Nguyên Tranh đơn độc đi chậm chậm tới dưới ánh trăng. Hắn của ngày hôm nay bị đau ốm bệnh tật dày vò đến mức còn gay hơn cả Võ Nguyên Đạc. Bộ quần áo màu nâu hắn mặc phiêu diêu trong gió, còn chẳng ra hình. Tóc dài đen được buộc lại, không ngờ lại hòa cùng với màu áo như một thể. Còn cả đôi mắt nọ như hồ sâu không đáy, lạnh lẽo, không độ ấm. Chỉ khi nào nó chuyển động thì mới khiến người ta biết đây là người thật. Hắn dưới ánh trăng, da trắng lại càng nhợt nhạt hơn. Sự đối lập giữa hai màu trắng đen quả thật làm người ta không dám nhìn thẳng. Võ Nguyên Đạc mở cửa cho hắn, dẫn hắn vào nhà ngồi, lại đưa bát cháo gà cho hắn ăn. Hắn nhận lấy nhưng chỉ ăn có non nửa. Ngon không? Võ Nguyên Đạc hỏi. Võ Nguyên Tranh lắc lắc đầu không đáp lời. Mấy năm nay cổ họng hắn dường như càng ngày càng tệ, nhiều lúc hắn cũng quen luôn với việc làm một người cầm. Có lẽ vị nguyên tôn thần thông quảng đại kia cũng chỉ là một truyền thuyết mà thôi, nếu không thì sao đệ tìm thấy mấy năm nay rồi còn không tìm ra. Võ Nguyên Đạc thở dài. Thôi đừng tìm nữa, để chúng ta chăm sóc cho đệ được không? Đôi mắt Võ Nguyên Tranh chuyển động, hắn há há miệng, nhưng đến cùng vẫn không nói ra được tiếng nào mà chỉ chậm chậm gật đầu. Võ Nguyên Đạc không ngờ nổi lục đệ sẽ nhận lời dễ dàng đến như vậy, vui mừng quá mà quên cả tiếp lời. Sáng sớm ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng thì Võ Nguyên Tranh đã đi đến một gò đất nhỏ. Nơi đó hắn từng chôn chiếc bình làm cô hồi môn của Lục Uyển Ngọc lần đầu tiên tặng hắn. Ngoài ra còn có một cái bìa gỗ trên đó khắc: mộ của Uyển Ngọc, ái thê Phó Thị. Bìa mộ lúc sáng sớm vẫn còn đọng sương, lấp lánh như những giọt nước mắt. Võ Nguyên Tranh lấy ra một tấm khăn từ trong lòng, nhẹ nhàng lau lau. Lau qua lau lại, rồi lau tiếp lượt nữa, đến khi mặt trời lên từ đằng đông, tia sáng vàng kim hắt vào mặt hắn thì hắn mới nở nụ cười nhẹ. Ngày hôm nay hắn đích thân trồng bên cạnh mộ Lục Uyển một cây đậu tương tư. Hắn nói, từ nay về sau tương tư nàng trong mộng. Võ Nguyên Đạc phát hiện trí nhớ của Võ Nguyên Tranh càng ngày càng mai một, dường như hắn càng ngày càng ngây ngốc, quên mất hắn là ai, ở vào thời nào, thậm chí còn không nhận ra cả Võ Nguyên Đạc, hắn và Gia Thuần. Có một ngày mưa ra rích, Võ Nguyên Đạc lên trấn mua vài đồ dùng trong nhà. Ở chỗ ngoặt cuối chợ, hắn bất chợt bị thứ gì vướng chân mà đảo đảo suýt ngã sấp xuống. Quay đầu nhìn, hóa ra là một người mặc đồ đen toàn thân đầm đìa máu. Vốn là hắn không muốn dính phiền phức, nhưng đi chưa được bao bước thì nghe tiếng người nọ rền rỉ một tiếng. Lòng hắn mềm đi, hắn liền quay lại, lật người nọ lại nhìn mặt. Hắn kinh ngạc khi thấy người này hắn biết chính là người họ Trình mà ngày đó cầm cuốn sổ gỗ đưa cho hắn. Võ Nguyên Tranh từng kể, người này là một sát thủ độc lai độc vãng, chỉ nhận tiền làm việc. Trong một lần vô ý, lục đệ đã cứu người này một lần.
Ấy thế mà người ta liền nhớ mãi sẽ trả ơn. Có thể thấy, tuy hắn ta làm chuyện máu lạnh nhưng không phải là kẻ vô tình. Võ Nguyên Đạt quyết định cứu người. Lê lết mãi mới cõng được người về nhà, không ngờ Võ Nguyên Trành lại chẳng thấy đâu nữa. Hắn và Gia Thuần tìm một ngồi, một hồi ở gần đó mới thấy Lục Đệ cả người ướt sũng trong rừng trúc bên núi bên cạnh. Võ Nguyên Trành lúc đó đang vỗ vỗ một thân trúc, ngắm qua ngắm lại, rồi lại lặng lẽ âm thanh khi hạt mưa rơi vào nó. Khi nhìn thấy Võ Nguyên Đạt, hắn tò gan sống đến, chỉ thân trúc kia đòi chặt nó. Sau khi trở về, Võ Nguyên Trành liền biến cây trúc thành cây tiêu, cả ngày ngồi trên tảng đá trước nhà thổi một khúc, nhớ người xưa. Lại một thời gian sau, Võ Nguyên Đạt cảm thấy giấy hắn mua về hết rất nhanh. Cuối cùng trong một đêm nọ, hắn dậy đi vệ sinh mới thấy Võ Nguyên Trành lặng lặng ngồi dưới ánh trăng, lật một tập giấy. Hắn tò mò lén lén đến gần nhìn. Trên mỗi trang giấy đều là hình vẽ một cô gái, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc nhíu mày hoặc cười. Cực kỳ có hồn. Chính là Lục Uyển Ngọc. Võ Nguyên Trành bỗng chợt quay đầu lại nhìn Võ Nguyên Đạt. Ngừng động tác lật giờ rồi chỉ một tờ giấy hỏi. Nàng là ai? Võ Nguyên Đạt nhìn hắn. Hắn đích thân vẽ mà lại không biết đó là ai. Võ Nguyên Đạt giơ tay ra định cầm lấy, nhưng hắn không chịu. Vội vàng giấu ra sau lưng. Lục đệ, nàng tên là Lục Uyển Ngọc, là thê tử của đệ. Nàng thích nghe đệ thổ tiêu nhất à? Nhớ người xưa, Võ Nguyên Đạt đỡ hắn đứng dậy, nhẹ nhàng nói cho hắn nghe. Sáng hôm sau, Võ Nguyên Đạt vừa ra khỏi cửa thì thấy Võ Nguyên Trành lại đang ngồi trên tảng đá lớn trước nhà. Hắn vừa thổi xong một khúc, chậm chậm đặt cây tiêu trong tay xuống, quay đầu lại cười cười với Võ Nguyên Đạt. Võ Nguyên Đạt không rõ bao lâu rồi, hắn không thấy Lục Đệ cười, hắn đi đến gần cười nói. Sớm thế, đệ muốn đi tìm nàng. Võ Nguyên Trành đáp lời, có vẻ mù mờ. Võ Nguyên Đạt nghi hoặc. Tìm ai? Thê tử của đệ, Lục Uyển Ngọc. Nhưng nàng đã chết rồi, mộ nàng ở bên kia kìa. Võ Nguyên Trành nhìn theo hướng ngón tay của Võ Nguyên Đạt chỉ. Phía xa xa, một gò đất nhỏ trụi lùi có một cái cây xanh xanh. Hắn cứ nhìn cái cây mới không cao lắm đó, buồn bực mà hò vài cái, khóe miệng thì nở nụ cười. Đúng mà, đệ phải đi tìm nàng rồi đây, đời đời kiếp kiếp, đến khi viên mãn mới thôi. Hết chuyện. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.